Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 150. Toại Cổ Kim tất nhiên không muốn đôi co với Diệp Quân về vấn đề này, cô ta nói, nếu ngươi muốn biết suy nghĩ thật sự của người khác về trật tự của ngươi. Vậy ngươi có thể tự đặt tay lên ngực để tự hỏi bản thân mình, chỉ cần ngươi hỏi, ngươi sẽ có đáp án. Diệp Quân nói, hỏi gì? Toại Cổ Kim nhìn chằm chằm Diệp Quân, nếu như không có người nhà của ngươi, vậy có ai tình nguyện tuân thủ theo trật tự của ngươi không? Một lời xuyên tim. Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim hắn, có đáp án chưa? Diệp Quân gật đầu. Toại Cổ Kim nói, rất nhiều người tuân thủ trật tự của ngươi, nhưng liệu có khả năng họ chỉ đang mượn trật tự của ngươi để mưu lợi? Hoặc là vì người nhà ngươi nên không thể không tuân thủ trật tự ấy? Còn nữa? Nói rồi, cô ta đột nhiên lắc đầu thôi. Diệp Quân nhìn về phía cô ta, sao không nói? Toại Cổ Kim bình tĩnh đáp, khó nghe, nói nhiều sẽ khiến người thấy ghét. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nói đi, nếu chút chuyện đó mà ta không tiếp thu được thì còn nói gì đến việc thành lập trật tự. Toại Cổ Kim vẫn lắc đầu, tiếp tục ăn mì, lần này cô ta ăn rất nhanh, chỉ chốc lát đã ăn xong. Diệp Quân nói, cô mà không nói là ta lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô đấy. Toại Cổ Kim lườm hắn một cái. Diệp Quân bật cười, cô nói đi, ta rất muốn nghe. Toại Cổ Kim bưng lấy bát mì uống một hớp nước cốt, sau đó mới nói, mời ta thêm một bát nữa đi. Diệp Quân gọi, ông chủ, thêm một bát nữa. Được, ông chủ cười thích chí vô cùng. Toại Cổ Kim nói, ngươi không thể cứ treo việc thành lập trật tự ở bên mồm được, những chuyện ngươi đang làm là một loại cách mạng, một loại tạo phản, trước khi chưa có được thực lực tuyệt đối mà ngươi muốn thành lập trật tự. Ngươi đang tự rước phiền vào người đúng không? Nói rồi cô ta lại nhìn Diệp Quân. Nếu như thực lực của ngươi bằng được một nửa cô của mình, vừa rồi ngươi hỏi ta sẽ không chút do dự trả lời là trật tự của ngươi rất tốt, là phước lành của cả vũ trụ, ta sẽ toàn lực giúp đỡ xây dựng trật tự của ngươi. Diệp Quân lắc đầu cười. Toại Cổ Kim lại nói, cô của ngươi mạnh hơn hay chủ nhân bút đại đạo mạnh hơn? Diệp Quân đáp, cô ta. Toại Cổ Kim nhìn hắn, nếu như cô ngươi muốn thành lập trật tự thì ngươi nói xem, chủ nhân bút đại đạo có dám hó hé gì không? Diệp Quân. Toại Cổ Kim nói tiếp, cô để mặc cho ngươi thành lập trật tự, ngươi có nghĩ tới là vì sao không? Diệp Quân nhíu mày lại. Toại Cổ Kim nói, bà ấy để ngươi tung hoành như vậy là vì cảm thấy trật tự của ngươi tốt, tán thành với suy nghĩ của ngươi, hay là bởi vì ngươi là cháu của bà ấy? Diệp Quân im lặng. Toại Cổ Kim nói tiếp, từ trước đến nay, ngươi có từng dựa vào thực lực và trật tự của bản thân để thuyết phục được nền văn minh nào chưa? Hay chỉ một thế giới thôi cũng được. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, gần như đều là nhờ cô ta đến xử lý lúc tàn cuộc, đôi khi ông nội cũng đến giúp vài lần. Toại Cổ Kim gật đầu, vậy bây giờ nếu như phản chiêu đế hoặc chủ nhân bút đại đạo đến đánh ngươi, ngươi làm được gì? Ngươi có thể tự xử lý không? Diệp Quân lắc đầu. Toại Cổ Kim nói, ta nói những lời này với ngươi không phải vì muốn đả kích ngươi, mà là muốn ngươi hiểu rõ tình cảnh thật sự của trật tự này. Hiện thực là không có bao nhiêu người tình nguyện tán thành trật tự của ngươi, mà ngươi bây giờ cũng không có thực lực để tự xây dựng nên một đạo thống trật tự. Nói rồi, cô ta lại nhìn Diệp Quân, những lời ta vừa nói đó là suy nghĩ thật lòng của ta. Diệp Quân gật gật đầu, cảm ơn cô đã nói sự thật. Toại Cổ Kim nói, có cách giải quyết. Đôi mắt Diệp Quân sáng lên. Toại Cổ Kim nhìn hắn, những cường giả đứng đầu kia sẽ không tán thành thành ngươi, nhưng những người ở tầng lớp thấp hơn thì có thể. Nói rồi, cô ta quay sang nhìn vợ chồng ông chủ ở bên, ngươi xem, trên khuôn mặt họ tràn ngập sự vui vẻ, tại sao? Bởi vì quan huyên pháp đang bảo vệ bọn họ, ngươi đặt ra rất nhiều phúc lợi cho bọn họ hưởng thụ, ngươi đối xử tốt với bọn họ, thì tất nhiên bọn họ sẽ ủng hộ ngươi. Nói đơn giản hơn là dẫn theo chúng sinh cùng trưởng thành với ngươi, ngươi không được các cường giả đứng đầu ủng hộ, không sao, ngươi tự tạo ra cho mình một nhóm cường giả đứng đầu là được. Không có các thế lực siêu cấp ủng hộ cũng thế, ngươi tự tạo ra các thế lực đó là được. Diệp Quân híp mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt. Toại Cổ Kim tiếp tục nói, bây giờ điều ngươi cần làm không chỉ là nâng cao thực lực bản thân, mà còn phải dẫn theo những người sau lưng ngươi cùng trưởng thành, ngươi đã chọn vì chúng sinh, thì hãy để chúng sinh hòa làm một với ngươi thành một thể hoàn chỉnh. Như hiện tại, nếu như người phía dưới ngươi cùng đồng lòng hòa thành một, ta có thể dám chắc, toàn bộ cựu thổ này, e là chỉ có Bi Tâm Từ cùng với vị cựu thần tiền nhiệm kia mới đủ sức chống lại ngươi.
một bát mì nóng hổi được bưng lên, sau khi ông chủ đặt bát mì xuống, ông ta cất bát hai người đã ăn xong đi, từ đầu đến cuối đều nở nụ cười rạng rỡ, trước mặt hai người họ có mấy bát mì, chắc là vì ngon. Toại Cổ Kim bưng bát mì nóng hổi đến trước mặt, trước tiên cô ta bưng bát mì lên húp một ngụm nước, động tác rất uyển chuyển, uống xong bắt đầu ăn mì. Đối với cô ta, ăn mì là một chuyện vô cùng mới mẻ, ăn mì với một người đàn ông là điều mà cô ta chưa từng làm trước đây. Bởi vì cô ta là người rất quý trọng thời gian, từ sau khi lên nắm quyền, với cô ta mà nói, nền văn minh Toại Minh là tất cả mọi thứ của cô ta, mỗi ngày đều mưu tính vì tương lai của nền văn minh Toại Minh, sao có thời gian dạo phố ăn mì chứ? Nếu như lần này không phải Diệp Quân mời, cô ta cũng không có hứng thú ra ngoài, chẳng qua, bây giờ cô ta cảm thấy, đi chậm một chút, cũng tốt. Ngồi bên cạnh, Diệp Quân nghe thấy lời Toại Cổ Kim nói, lập tức rơi vào trầm tư. Lời nói của Toại Cổ Kim, với hắn mà nói, cũng không thể nói là khai sáng, bởi những vấn đề này, hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng không nghĩ sâu mà thôi. Trong lòng mỗi người thường có những điều không muốn đối mặt. Sở dĩ hôm nay hắn hỏi Toại Cổ Kim chuyện này, vì bây giờ hắn thực sự rất mệt mỏi. Phải nghĩ cách nâng cao thực lực, còn phải đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, và còn phải đối mặt với trật tự của chính mình, bất kể là cái nào, đều tốn rất nhiều tinh lực và tâm huyết của hắn. Với hắn mà nói, năng lực bây giờ của hắn đã gần như cực hạn. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chủ nhân bút đại đạo ra tay, với trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không thể đánh lại. Phản kháng. Hắn cũng muốn phản kháng, nhưng như Toại Cổ Kim nói, cho dù bây giờ hắn dung hợp hoàn toàn ba loại huyết mạch, hắn cũng không đánh thắng được chủ nhân bút đại đạo, đừng nói đến chủ nhân bút đại đạo, những vị văn minh chủ chưa từng xuất hiện kia, hắn cũng không có khả năng đánh lại. Khi con người đã đến tuổi trung niên, nghĩ đến tương lai, cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Diệp Quân lắc đầu cười nói, ta muốn quay về hệ Ngân Hà. Toại Cổ Kim nhìn hắn. Diệp Quân cười nói, không có ý gì đâu, chẳng qua cảm thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Toại Cổ Kim không nói gì. Diệp Quân thấy cô ta không nói gì, có hơi thất vọng, cũng hơi mất mát, nhưng sau khi suy nghĩ đã thay đổi ý nghĩ. Đây là việc của mình, sao có thể để người khác giúp mình chứ? Như cô ta đã nói, chỉ khi mình đủ tốt, đủ mạnh mẽ thì người khác mới thực sự nhận ra mình. Diệp Quân quét hết suy nghĩ chán chường lúc trước, hắn nhìn Toại Cổ Kim, cười nói, còn muốn ăn nữa không? Toại Cổ Kim lắc đầu. Diệp Quân lấy ra một viên tiên tinh rồi đặt lên bàn, vậy chúng ta đi thôi. Hai người đứng dậy rời đi. Lúc này, ông chủ đột nhiên đi đến. Cười nói, công tử, phu nhân, ăn ngon không? Vừa nói, hắn vừa kéo Toại Cổ Kim đi. Đi được một đoạn, Toại Cổ Kim mới thoát khỏi tay hắn, trên mặt có tầng xương bao phủ, cách xa ba thước cũng có. Thể cảm nhận được cái lạnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân bỗng lấy ra một sâu kẹo hồ lô đưa cho cô ta, thử xem, đây là quả hồ lô của hệ Ngân Hà. Toại Cổ Kim không thèm để ý đến hắn. Diệp Quân cười nói, thử chút thôi. Toại Cổ Kim vẫn không để ý đến hắn, bước nhanh về phía trước. Diệp Quân không biết phải làm sao, đành phải đi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến thư viện Quan Huyền. Trong thư viện, Toại Cổ Kim đi đến bàn làm việc của Mục Khoản, ngồi xuống, lật xem sổ ghi chép trước mặt. Mục Khoản cung kính đứng bên cạnh, có hơi thấp thỏm. Đối mặt với Toại Cổ Kim, cô ta thực sự rất sợ hãi. Người phụ nữ này giống như có thể nhìn thấu lòng người. Một lát sau, Toại Cổ Kim nói, trước tiên nói về ưu điểm, trong khoảng thời gian này, Quan Huyền giới đã ổn định hơn rất nhiều, điểm này ngươi làm rất tốt, nhưng mà, khi nói đến việc huy động quần chúng, ngươi làm chưa tốt lắm, vẫn còn quá nhân từ và lề mề. Mục Khoản do dự, sau đó nói, Toại các chủ, ta lo lắng nếu hăng quá thì sẽ hóa dở, sợ rằng sẽ phản tác dụng. Toại Cổ Kim nhìn Mục Khoản. Bây giờ vũ trụ Quan Huyền có bao nhiêu đại đế? Mục Khoản nói, có 372 vị. Toại Cổ Kim nói, lúc ở thập hoang, các ngươi có bao nhiêu vị? Mục Khoản nói, à. Toại Cổ Kim nhìn cô ta, ngươi biết hiện tại viện trưởng của ngươi còn bao nhiêu thời gian không? Thời gian của hắn không còn nhiều nữa. Cộng chủ thần điện sẽ sớm xuất hiện, khi đó, cuộc chiến tranh giành đại đạo sẽ mở ra, vô số đối thủ thần bí sẽ thi nhau xuất hiện. Trong lúc viện trưởng của các ngươi tranh giành đại đạo, các ngươi cứ đứng nhìn như vậy sao?
Không đợi Mục Khoản lên tiếng, cô ta nói thêm, có gì mà hăng quá hóa dở chứ? Những gì bọn họ có bây giờ, là ai cho? Là viện trưởng các ngươi cho. Trên đời này làm gì có việc chỉ nhận mà không trả chứ? Nếu có người như vậy, sao phải giữ hắn lại? Mục Khoản muốn nói nhưng rồi thôi. Toại Cổ Kim đột nhiên nói, Linh. Bên cạnh cô ta, thời không khẽ run lên, một cô gái chậm rãi bước ra. Toại Cổ Kim nói, từ giờ trở đi, dừng các việc mà ngươi đang làm, bây giờ dẫn người của ngươi tạm thời tiếp quản nội các của Thư viện Quan Huyên. Cô gái tên Linh thi lễ, tuân lệnh, mặt Mục Khoản trắng bệnh. Toại Cổ Kim hơi tức giận nói, tư tưởng, bây giờ còn chưa thống nhất được toàn bộ tư tưởng của vũ trụ Quan Huyên, đúng là ngu xuẩn. Nếu đám người phía dưới không ý thức được lợi ích của bọn họ đang gắn liền với viện trưởng, vậy cho dù viện trưởng của các ngươi có làm nhiều hơn thế nữa, cũng đều vô ích, bản chất con người là vậy. Nếu bạn ra tay giúp người, người đó sẽ xem bạn là ân nhân, nhưng nếu cứ giúp mãi thì họ sẽ xem chuyện bạn giúp họ là đương nhiên, không giúp nữa thì chính là kẻ thù của họ, người thật sự hiểu được việc cảm ơn càng ít. Giọng Mục Khoản run rẩy nói, toại các chủ, xin hãy cho ta thêm một cơ hội. Ngươi đang nghĩ vậy gì? Toại Cổ Kim nhìn thẳng vào mắt Mục Khoản, không nể nang nói, lần đầu tiên gặp ta, ngươi nói thế nào? Ngươi không nhận ra lúc đó ta đã cho ngươi cơ hội rồi sao? Giọng Mục Khoản vẫn run run, toại các chủ ta. Toại Cổ Kim lắc đầu, không phải ngươi không muốn làm, mà là ngươi không có năng lực, bây giờ ngươi vẫn nghĩ cho gia tộc nhiều hơn, ngươi chỉ nhìn thấy trước mắt, muốn an phận thích an nhàn, mà không nhìn rộng ra. Càng không đứng trên góc độ viện trưởng của ngươi mà quan sát, nếu ngươi chỉ quản lý một viện và một phủ thì ngươi miễn cưỡng có thể làm được, nhưng nếu quản lý toàn bộ vũ trụ, thì không được, vì nể mặt viện trưởng, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội, từ giờ trở đi, ngươi phải đi theo người của ta để học tập. Nếu học tốt, thì ở lại, còn không tốt, vậy mời ngươi rời đi. Toại Cổ Kim gật đầu, nhìn Diệp Quân, đưa tiểu tháp của ngươi cho ta. Diệp Quân xòe lòng bàn tay ra. Tiểu tháp bay đến trước mặt Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim đưa tiểu tháp cho Linh, đưa. Quan Huyên giới vào trong tiểu tháp. Linh nhận lấy tiểu tháp, do dự một hồi, rồi nói, linh khí của Quan Huyên giới thuộc về cựu thổ. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tất nhiên là mang hết vào. Mục Khoản đứng bên cạnh, nheo mắt, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Bằng cách để nó vào rồi mang nó ra, sẽ thu được vô số linh khí từ cựu thổ. Linh đã hiểu hết mọi chuyện. Không nói gì nữa, lặng lẽ lui xuống. Toại Cổ Kim nhìn Mục Khoản hiểu ý, thi lễ thật sâu, sau đó lui xuống. Toại Cổ Kim nhìn Diệp Quân, ta có thể phê bình ngươi không? Diệp Quân gật đầu, có thể nhẹ nhàng được không? Toại Cổ Kim đứng lên, ta rất thất vọng. Diệp Quân sửng sốt. Toại Cổ Kim không nói gì nữa, mặt lạnh tanh. Diệp Quân đi đến trước mặt cô ta, khẽ nói, ta biết, bây giờ cô đang nghĩ cho ta. Nên mới nói những lời đau lòng như vậy, cô cứ nói đi đừng ngại. Toại Cổ Kim nhìn hắn, tạm thời chúng ta cũng chỉ là quan hệ hợp tác, không phải là bạn bè, có mấy lời nói ra, sẽ làm ngươi tổn thương, nếu ngươi không chịu được, sẽ không tốt cho tất cả chúng ta. Diệp Quân nói, cô đừng như vậy. Toại Cổ Kim nhìn hắn thật lâu, sau đó nói, điều làm ta thất vọng là ngươi thiếu quyết đoán, ngươi thiếu một thứ gọi là can đảm, ta xin phép nói thẳng, vũ trụ Quan Huyền mà ngươi quản lý. Chỉ là một đám người ô hợp, khi ngươi không gọi thêm người thì một tiên phủ nhỏ bé cũng có thể quét ngươi bay xa. Vấn đề bây giờ không phải là việc ngươi thiếu thời gian, mà còn là vấn đề con người của ngươi, ngươi giống như một đứa trẻ, sống trong ảo tưởng về tương lai. Nói đến đây, cô ta dừng lại, rồi nói tiếp, ngươi phải hiểu, ngươi muốn thành lập một trật tự, bất kỳ trật tự nào cũng được thiết lập trên vô số núi thây biển máu, nếu ngay cả thế lực nội bộ ngươi cũng không chỉnh đốn được. Thì sao có thể chống lại thế lực bên ngoài? Nói xong, cô ta nhìn đống sổ sách trước mặt, khẽ lắc đầu, ngươi nhìn thử đống sổ sách này xem, bọn họ đều nói về lợi ích riêng của mình, có rất nhiều tông môn thế gia mọc lên như nấm, đều đang có tính toán của riêng bọn họ, không cần kẻ địch đánh đến, nhiều nhất trăm năm nữa, nội bộ thối giữa đã là vấn về đủ cho ngươi nhức đầu rồi, mà sức mạnh tín ngưỡng của những người này, không có tác dụng lớn với ngươi, vì tín ngưỡng của bọn họ không đơn thuần. Loại sức mạnh tín ngưỡng này, nếu gặp phải người bình thường thì không phải vấn đề gì lớn. Nhưng nếu gặp phải cường giả cấp cao, sức mạnh tín ngưỡng này sẽ sụp đổ trong nháy mắt. Nói đến đây, tâm trạng của cô ta đã tốt lên, tiếp tục nói, còn nữa, ngươi không nên oán trách bất kỳ ai, kẻ địch của ngươi mạnh, nhưng ngươi có nghĩ đến không,
những thứ mà người nhà ngươi cho ngươi đáng sợ đến mức nào. Chẳng hạn như tiểu tháp, không nói đến trước đây, bắt đầu từ thập hoang, nếu ta là ngươi, chắc chắn ta có thể xây dựng một nền văn minh kinh khủng, bọn họ rất yếu, nếu ngươi có thể huấn luyện bọn họ tốt, để cho tín ngưỡng của bọn họ đủ thuần túy, thực lực hiện tại của ngươi có thể tăng lên ít nhất 20 lần, nhưng ngươi nhìn thử xem, hiện tại ngươi đã trở thành bộ dạng gì. Vừa nói, cô ta vừa tức giận ngồi xuống, câu hỏi ngươi hỏi ta lúc ăn mì, ta biết, ngươi muốn ta giúp ngươi, nhưng ngươi đã từng nghĩ, chúng ta mới chỉ quen nhau bao lâu chưa? Chẳng qua chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, có một số điều ta muốn nói, nhưng quan hệ của chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi bảo ta nói thế nào đây? Nói mấy lời đau lòng khó nghe, có thể sẽ khiến ngươi không vui. Tiểu hồn đột nhiên nói, toại cô nương, vấn đề mà ngươi nói, quả thật rất đúng. Nhưng tiểu chủ nhà ta cũng có rất nhiều ưu điểm, chẳng hạn như, tiểu chủ rất thích ngươi, ngươi không cảm nhận được sao? Ta có thể cảm nhận được. Diệp Quân, toại cổ kim đứng bật dậy, vừa ngại vừa giận, ngươi nói cái gì vậy? Còn nữa, thanh kiếm này cũng có vấn đề, là ai chế tạo ra? Ngươi được cô hắn chế tạo ra, như vậy ngươi được ông trời ưu đãi, trời sinh đã có đạo và pháp, đây là sự tồn tại nghịch thiên đến mức nào? Nhưng ta đã điều tra, người bị người ta đánh vỡ bao nhiêu lần rồi. Tiểu hồn. Toại cổ kim bị lời nói kia của tiểu hồn làm cho tức giận, giống như rơi vào mơ hồ tháp thì sao? Ngươi lấy tháp của ngươi ra, nó cũng có vấn đề. Tiểu tháp. Toại cổ kim còn đang muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên, mặt cô ta đỏ bừng, máu toàn thân dâng trào, sau đó quần áo cô ta từng chút biến thành tro bụi. Diệp Quân sửng sốt. Vội vàng nói, cô là người có huyết mạch thần bí, cô đừng tức giận. Trước đây, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân chỉ tạm thời chế ngự huyết mạch thần bí, sau đó để cô ta từ từ hấp thu, nhưng hiện tại, khi cô ta tức giận, khí huyết sôi trào, huyết mạch thần bí lập tức bị thức tỉnh. Diệp Quân vung tay áo phong ấn hiện trường, vội vàng ôm lấy toại cổ kim, căng thẳng nói cô có thể chế ngự được nó không? Toại cổ kim nhíu mày thật chặt, thân thể giống như đang co giật. Da thịt bắt đầu thối rữa. Bởi vì khoảng cách quá gần, quần áo trên người hắn đã bị sức mạnh của huyết mạch thần bí đốt cháy thành từng mảnh. Diệp Quân vội vàng áp trán mình vào trán cô ta, mau, chúng ta dung hợp. Vừa nói, hắn vừa thả thần thức của mình ra. Toại cổ kim quật cường nghiêng đầu, không, bốp. Diệp Quân vỗ vào mông cô ta, tức giận nói, đã là lúc nào rồi, đừng tức giận nữa, mau. Toại cổ kim trừng mắt nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy tức giận. Diệp Quân biết cô ta thích mềm không thích cứng, lập tức dịu dàng nói, rất xin lỗi, cô đừng tức giận, lần sau ta sẽ không làm cô tức giận nữa. Toại cổ kim căng thẳng nhìn hắn, trán lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch, nhưng vẫn quật cường quay đầu, vẫn không chịu dung hợp. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô ta, giọng run run nói, ta biết nếu không phải vì cha và cô ta, cô sẽ không hợp tác cũng như không muốn có dây dưa gì với ta. Nhưng bây giờ cô nên dung hợp với ta, chờ sau khi bình phục, ta sẽ cho cô tự do. Mặc dù trong quá khứ đã từng có một lần, nhưng khi cảm giác đau đớn này tái diễn, Diệp Quân vẫn có phần không chịu được. Cảm giác đau đớn này bắt nguồn từ trong huyết mạch, sau đó qua huyết mạch thâm nhập vào kinh mạch, xương tủy của toàn thân, khi tới thần hồn, mỗi tấc đều như bị chiên lên, cảm giác bây giờ của hắn như muốn thiêu đốt, khiến hắn khó lòng chịu được. Nhưng đáng sợ nhất là trong huyết mạch thần bí này còn có một loại sức mạnh bí ẩn, sức mạnh đó như nham thạch nóng chảy đi lang thang khắp người hắn, dính vào mỗi tấc huyết dịch, kinh mạch, xương thủy. Sức mạnh ý chí của hắn luôn rất mạnh, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ có một ý nghĩ là ngất đi. Cứ như vậy, không biết bao lâu, Diệp Quân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là một chiếc giường thuê, bên trên điêu khắc một số hoa văn hình vẽ, rất dễ nhìn. Đây là đâu? Đầu óc Diệp Quân hơi mơ hồ, hắn muốn ngồi dậy, lại phát hiện sức lực toàn thân như bị dùng cạn, không có tí sức nào. Diệp Quân cười khổ. Hắn cố nhớ lại cảnh tượng lúc trước, nhưng làm sao cũng không nhớ được, hắn chỉ biết, đoạn sau hình như đã mê man rồi. Nhưng cũng không đúng, nếu hôn mê, e là huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân không đè ép được loại huyết mạch thần bí kia. Phải biết, hắn là gốc rễ của hai loại huyết mạch này. Diệp Quân nói. Tiểu hồn. Không ai trả lời. Diệp Quân ngơ ngác, hắn vội thử liên hệ với tiểu hồn, nhưng phát hiện, tiểu hồn hoàn toàn không ở cạnh. Lúc này, cửa từ từ mở ra, một cô gái đồ đen bước vào,
trông cô gái chỉ tầm 20, mặc đồ đen, như cẩm thạch, rất dễ nhìn. Diệp Quân có chút nghi ngờ. Cô gái đồ đen đi tới trước mặt Diệp Quân, khẽ cúi đầu, Diệp công tử, đây là Cố Vấn Các, ta là nô tỳ của các chủ, người có thể gọi là Kim Nhất. Diệp Quân nói, Kim Nhất cô nương, sao ta lại ở đây? Kim Nhất nói, là các chủ đưa ngươi tới. Toại cô nương. Diệp Quân nói, bây giờ cô ta ở đâu? Kim Nhất nói, các chủ đang bận. Diệp Quân gật đầu, hắn muốn đứng dậy, lại phát hiện vẫn không có sức, Kim Nhất đi tới cạnh hắn, sau đó nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Sau khi Diệp Quân đứng dậy mới phát hiện, chân cũng mềm nhũ, dáng vẻ có phần giống túng dục quá độ. Hắn lắc đầu cười, bây giờ vừa nghĩ tới huyết mạch thần bí kia, hắn đã nghĩ mà sợ rồi, có khả năng thứ đồ đó thật sự là máu của vị chủ trung năm đó. Kim Nhất nói, 10 ngày rồi. Diệp Quân kinh ngạc, 10 ngày. Kim Nhất gật đầu, ừm. Diệp Quân hơi kinh ngạc, sao lần này mình lại hôn mê lâu như vậy? 10 ngày. Bây giờ thập hoang và nền văn minh bỉ ngạn còn có cấm địa cổ hoang đều ở trong tiểu tháp, nói cách khác, đã qua trăm năm rồi. Thế này thì sao được? Hắn vội nói, các chủ của các ngươi ở đâu? Kim Nhất nói, đang xử lý công việc. Diệp Quân nói, dẫn ta đi gặp cô ta. Kim Nhất hơi do dự. Diệp Quân nhìn Kim Nhất, cô ta không muốn gặp ta à? Kim Nhất lắc đầu, không phải, các chủ đã dặn, sau khi ngươi tỉnh, để ngươi nghỉ ngơi điều dưỡng hẳn hoi một chút. Diệp Quân nói, không sao, ngươi dẫn ta đi gặp cô ta đi. Kim Nhất gật đầu, được. Dưới sự dẫn dắt của Kim Nhất, Diệp Quân đến cố vấn các của nền văn minh Toại Minh, lần đầu tiên hắn tới cố vấn các này, không thể không nói, nó được xây dựng rất khí thế, cả cố vấn các cao 9 tầng, chiếm gần trăm mẫu, cực kỳ dễ thấy trong cả tòa thành Thiên Đô. Kim Nhất dẫn Diệp Quân tới tầng 9 của cố vấn các, đây là tầng trung tâm của cố vấn các, vừa vào tầng này, đã có không ít người dồn dập nhìn hắn. Diệp Quân thấy một người quen, chính là Hách Nhi cô nương mà lúc hắn đã gặp ở Dục Tiên Cử khi mới tới cựu thổ lần đầu. Thấy Diệp Quân, biểu cảm của Hách Nhi cô nương hơi mất tự nhiên. Diệp Quân khẽ mỉm với đối phương, coi như chào hỏi. Kim Nhất dẫn Diệp Quân vào trong các nơi toại cổ Kim đang ở, vừa vào các, hắn đã thấy một người quen. Tổ đạo. Quân ca. Tổ đạo chạy tới trước mặt Diệp Quân, hung hăng ôm hắn, quân ca, ta nhớ ngươi muốn chết rồi. Diệp Quân hơi kinh ngạc, hắn nhìn toại cổ Kim ở một bên, toại cổ Kim vẫn lạnh lùng như cũ. Toại cổ Kim không nhìn hắn, cúi đầu xử lý công việc, bây giờ tổ đạo phụ trách chuyện của vũ trụ quan huyên, ta nói với hắn, đợi lúc nào mà ba phần sức mạnh tín ngưỡng ở vũ trụ quan huyên trở nên thuần khiết, ngươi sẽ trả tu vi lại cho hắn. Diệp Quân nhìn tổ đạo hưng phấn vô cùng, đúng thế, quân ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý vũ trụ quan huyên thật tốt, mẹ nó chứ, ai dám gây khó dễ với ngươi, ta sẽ cản trở kẻ đó. Diệp Quân khẽ cười nói, làm cho tốt, ta sẽ không đối xử tệ với ngươi. Tổ đạo lập tức nói, ta hiểu, quân ca, ta vẫn có thể tin vào nhân phẩm của ngươi chứ, ngươi có thể thề không? Diệp Quân. Sau khi tổ đạo bị Kim Nhất kéo đi, trong các chỉ còn Diệp Quân và toại cổ Kim ngồi sau bàn xử lý công việc, cũng không nói gì. Sau khi Diệp Quân rời khỏi cố vấn các, hắn vào trong tiểu tháp. Mặc dù tiểu tháp không ở trên người hắn, nhưng, hắn chỉ cần nghĩ, là có thể vào trong tiểu tháp bất cứ lúc nào. Khi hắn vào nội các, lúc này tạm thời trong nội các, có hơn 300 người, so với trước kia, đã tăng thêm 10 lần. Lúc này, Linh dẫn đầu đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt hắn, khế hành lễ với hắn, Diệp công tử. Diệp Quân khẽ cười nói, vất vả rồi. Linh nói, chuyện các chủ dặn dò, đều là chuyện thuộc bổn phận của ta. Diệp Quân nói, bây giờ vũ trụ quan huyên thế nào? Linh mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong tay cô ta, chính là kiếm Thanh Huyền. Linh nói, trăm năm nay, ta và đoàn đội của ta luôn dùng thanh kiếm này làm thí nghiệm, bây giờ chúng ta có mấy ý kiến muốn trao đổi với Diệp công tử. Diệp Quân tò mò nói, cô nói đi. Linh nói, vì trật tự của Diệp công tử hoàn toàn khác với nền văn minh Toại Minh, do đó, chúng ta đã tìm kiếm một thời gian, cuối cùng. Chúng ta chọn dùng sức mạnh tín ngưỡng để phân chia cấp bậc, lần nữa là sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt, sức mạnh tín ngưỡng màu vàng, sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt là bị động của sức mạnh tín ngưỡng, bọn họ được ngươi cai trị, không còn lựa chọn nào khác, loại sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt này khác vô ích,
còn sức mạnh tín ngưỡng màu vàng, loại này nghĩa là họ cực kỳ đồng ý với ngươi. Trong lòng chúng sinh ngươi có một địa vị nhất định, sức mạnh tín ngưỡng màu tím nghĩa là chúng sinh đầu rất công nhận ngươi, loại sức mạnh tín ngưỡng này cực kỳ khủng bố. Nói tới đây, cô ta tạm dừng, nói tiếp, còn sức mạnh tín ngưỡng màu trắng, đây là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất, cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng ta, trật tự chúng sinh, trật tự của ngươi, không chỉ là trật tự của ngươi, cũng là trật tự của họ, bọn họ tin ngươi, cũng là đang tin vào mình, sức mạnh của loại sức mạnh tín ngưỡng này, tạm thời chúng ta không thể ước tính được. Diệp Quân im lặng, vì hắn phát hiện bây giờ chỉ là sức mạnh tín ngưỡng màu nhạt, nói cách khác, hắn cũng chỉ vừa bắt đầu thôi. Linh nói tiếp, Diệp công tử, người thúc giục sức mạnh tín ngưỡng của ngươi đi. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một sợi kiếm ý trật tự xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn hơi kinh ngạc, vì hắn phát hiện, kiếm ý trật tự hiện tại của hắn đã là màu vàng rồi. Mới 10 ngày thôi, không đúng, là chấm năm. Diệp Quân kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt, Linh bình tĩnh nói, đoàn đội của chúng ta đã từng làm kiểm tra, sức mạnh tín ngưỡng màu vàng phối hợp với thanh kiếm này của Diệp công tử, tương đương với cảnh giới vực chủ, cộng thêm sức mạnh huyết mạch trong người Diệp công tử, chắc chắn sẽ mạnh hơn cảnh giới chủ vực bình thường. Còn sức mạnh tín ngưỡng màu tím, nó tương đương với người có cảnh giới văn minh chủ, bây giờ người có thể được gọi là cảnh giới văn minh chủ, cũng chỉ có 3 vị chủ của 3 nền văn minh lớn trong cựu thổ. Trên nữa là cảnh giới văn minh tổ, cũng là người sáng lập nền văn minh đỉnh cấp. Nói tới đây, cô ta nhìn Diệp Quân, còn sức mạnh tín ngưỡng màu trắng này tương đương với cấp bậc nào, tạm thời chúng ta vẫn không thể ước tính được. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Linh nói, thời gian này, đoàn đội của chúng ta đã dùng thanh kiếm này làm rất nhiều thử nghiệm, cuối cùng sáng lập ra một cách tu luyện sức mạnh tín ngưỡng và cách dùng. Nói cách khác, mặc dù sức mạnh tín ngưỡng trên người Diệp công tử, nhưng vẫn cần tu luyện và có cách dùng hợp lý, mới có thể khiến nó thi triển ra uy lực lớn nhất. Nói rồi, cô ta lại cầm quyển trục đưa cho Diệp Quân, đây là cuốn sách cách tu luyện, trong này có các chủ đích thân tham gia. Toại cổ kim. Diệp Quân nhìn quyển trục, hắn nhận quyển trục, Linh tiếp tục nói, các chủ nói, mặc dù các tu luyện này do chúng ta nghiên cứu ra, nhưng, chưa thành hình thật sự, cái này còn phải dựa vào Diệp công tử vừa học tập vừa sử dụng để hoàn thiện nó. Diệp Quân gật đầu, được. Linh bỗng cầm một tấm bản đồ to lớn ra, lòng bàn tay cô ta khế quét, tấm bản đồ trải phẳng ra trước mặt Diệp Quân, cô ta chỉ vào mấy nơi trên đó, các chủ tự mình phân vũ trụ quan huyên hiện tại thành 12 châu, đồng thời thành lập một cột thạch anh tín ngưỡng để kiểm tra tín ngưỡng ở các châu, nếu tín ngưỡng của châu nào bắt đầu suy yếu hoặc có biến đổi, vậy chứng minh quản lý của châu đó xuất hiện vấn đề, cái này cũng tiện cho ngươi kiểm soát và quản lý tín ngưỡng của mình. Trong điện, Diệp Quân im lặng nghe báo cáo mấy năm nay của Linh. Rất chi tiết. Từ trên xuống dưới đều rất chi tiết, dù là chế độ hay tư pháp, Toại Cổ Kim đều nghĩ đến, hơn nữa còn bảo người bắt đầu triển khai trong vũ trụ quan huyên, đạt được hiệu quả khá tốt. Bây giờ cả vũ trụ quan huyên đã có sự thay đổi rất nhiều. Sau khi nghe Linh báo cáo xong, hắn mới nhận ra học viện của mình có rất nhiều khuyết điểm và thiếu sót, cũng nhận ra việc cai trị một vũ trụ thực sự khó đến mức nào. Thật ra quản lý một thành trì đã không dễ gì rồi, huống gì là một vũ trụ, chưa kể trật tự mà hắn muốn thiết lập này không phải là trật tự hiện tại mà là một trật tự hoàn toàn mới, đòi hỏi phải phá bỏ mọi thứ. Từ đầu đến giờ, hắn rất ít khi đích thân tham dự vào việc quản lý và xây dựng học viện quan huyên, kể cả quan huyên pháp này đều không phải là một mình hắn nghĩ ra, mà là Đinh Cô Cô và Mộ Cô Cô cùng nhau nghĩ ra. Hắn như một người ngoài cuộc. Mơ ước của hắn là thiết lập một trật tự. Nhưng hắn rất ít khi làm gì đó thiết thực cho trật tự này. Từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn vẫn luôn làm một việc lặp đi lặp lại, đó là chinh phục một vũ trụ, sau đó thu phục các thế gia và tông môn của vũ trụ này, để họ giúp mình quản lý vũ trụ này, sau đó đi đến vũ trụ tiếp theo, cứ thế lặp đi lặp lại. Bước đi của hắn nhanh đến mức không ai có thể theo kịp, nhưng hắn vẫn sống trong nỗi lo lắng và hoảng sợ về tương lai, vì kẻ thù luôn quá mạnh, hắn phải liên tục trở nên mạnh hơn. Cuộc đời của hắn giống rất nhiều người bình thường khác, làm việc, sống, cho dù cố gắng thế nào cũng sẽ không sống tốt lắm. Diệp Quân nhìn sức mạnh tín ngưỡng màu vàng trong lòng bàn tay, lúc này hắn mới nhận ra khuyết điểm và sự thiếu năng lực của mình, nhưng lại rất muốn hoàn thành mọi việc, kết quả là cuối cùng chẳng thể làm được gì. Nói một cách đơn giản, thực lực hiện tại của hắn vẫn không thể chống đỡ nổi tham vọng Diệp Quân hắn muốn thống nhất cả vũ trụ, thiết lập trật tự,
Linh báo cáo xong thì lui xuống. Diệp Quân rời khỏi nội các tạm thời để ra ngoài, vì trong tiểu tháp, sự phát triển của vũ trụ quan Huyên hiện giờ thực sự có bước nhảy vọt, nhất là sau khi Toại Cổ Kim tiếp quản, vũ trụ quan Huyên đã trải qua có những thay đổi kinh thiên động địa. Thành chủ và viện trưởng của mỗi thành trì muốn thăng chức thì phải quản lý thật tốt thành trì thuộc quyền quản lý của mình, hơn nữa chức vụ của họ không phải là suốt đời mà là nhiệm kỳ 10 năm, hết nhiệm kỳ sẽ từ chức, một khi từ chức có nghĩa là họ sẽ mất đi quyền lợi, để có được quyền lợi lâu hơn và cao hơn, điều duy nhất họ có thể làm là quản lý tốt thành trì của mình. Như thế những người nắm quyền đó sẽ không dám buông thả, lười biếng. Thúc đẩy bằng lợi ích. Bất kỳ một thế giới nào cũng đừng hòng ép buộc người khác bằng đạo đức, vì rất nhiều người không có đạo đức. Thật ra điều khiến Diệp Quân cảm thấy sợ nhất là Toại Cổ Kim vẫn đang thấm nhuần lý tưởng cho họ khi thực hiện thúc đẩy bằng lợi ích. Thiết lập trật tự quan huyền, tạo ra hòa bình vũ trụ. Bây giờ đây đã là lý tưởng và mục tiêu của rất nhiều người ở Học viện Quan Huyên. Mục tiêu của họ không chỉ là thế giới quan huyên mà là toàn vũ trụ. Lúc nhắc đến lý tưởng và mục tiêu này, mọi người đều phấn khởi, tinh thần chiến đấu lên cao, thề sẽ thay đổi toàn bộ vũ trụ. Còn các tông môn và thế gia đó, Toại Cổ Kim cũng đã có những sắp xếp thích hợp, nội các lâm thời ban hành chỉ thị, thực lực của tông môn và thế gia lớn, dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm lớn hơn, cũng nên gánh vác sứ mệnh của mình, sứ mệnh này là đi khám phá vũ trụ, phát triển trật tự mới, phát triển nội bộ, mở rộng ra bên ngoài. Sau đó Diệp Quân ở lại vũ trụ quan huyên. Hắn muốn hiểu rõ hơn về các quy tắc và hệ thống do Toại Cổ Kim thiết lập. Bên ngoài, một tháng sau, thần điện Cựu Đô. Nhân viên cốt cán của ba nền văn minh lớn của Cựu Thổ đều đã đến đủ, sắc mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Một lúc sau, vẻ nghiêm trọng của Khư Nguyên và Lý Thần biến thành vẻ kiên quyết. Một canh giờ sau, Toại Cổ Kim rời khỏi thần điện Cựu Đô, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tận cuối chân trời có đám mây đen đang chậm rãi kéo tới. Một lúc sau, Toại Cổ Kim bỗng nói, mời Diệp công tử. 15 phút sau, Diệp Quân và Toại Cổ Kim đến được một tinh không, xung quanh có khí tức cực mạnh. Diệp Quân nhìn người phụ nữ bên cạnh, mái tóc dài được vén ra sau, 2/3 mái tóc được buộc bằng một dải duy băng màu tím, để lại một lọn tóc đuôi ngựa nhỏ, mặc một chiếc váy đen, lộ ra dáng vẻ thanh chính và cao quý có diễn tả. Vẫn lạnh lùng như trước. Sau khi hai người chia tay lần trước, đối với Toại Cổ Kim, họ đã hơn một tháng không gặp nhau, còn với Diệp Quân, họ đã không gặp nhau hơn 200 năm rồi vì hắn dành phần lớn thời gian ở trong tiểu tháp. Toại Cổ Kim phớt lờ ánh mắt của Diệp Quân, vừa nhận được tin, tinh vực tổ xuất hiện rồi. Diệp Quân cau mày, tinh vực tổ. Toại Cổ Kim quay sang nhìn hắn, ngươi chắc chắn không tưởng tượng được tinh vực tổ nằm ở đâu. Diệp Quân mỉm cười nói, cô nói thế, ta cũng cảm thấy hơi tò mò rồi. Toại Cổ Kim khẽ nói, trong một giọt nước. Diệp Quân ngạc nhiên, giọt nước ư. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân nói, tinh vực tổ lớn thế nào? Toại Cổ Kim lắc đầu, không biết, bây giờ khuyết chiến canh giữ cả vũ trụ trước giọt nước, rất nhiều thế lực đã hành động. Diệp Quân nói, cô định thế nào? Toại Cổ Kim nói, bây giờ chúng ta khởi hành. Diệp Quân nói, mấy người chủ nhân bút đại đạo. Toại Cổ Kim nói, họ chắc chắn đã bày bố sẵn đợi chúng. Ta, Diệp Quân sa sầm mặt mày. Toại Cổ Kim nói, không sao, lần này ta đánh với ông ta. Diệp Quân nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngươi tin ta không? Diệp Quân gật đầu, ta tin cô, nhưng bút đại đạo. Toại Cổ Kim quay sang nhìn hắn, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định, ta nhất định sẽ thắng. Diệp Quân nhìn cô ta, một lúc sau hắn cười nói, được. Toại Cổ Kim quay đầu lại, nhắm mắt lại. Diệp Quân không hỏi cô ta muốn đi nước cờ thế nào, cũng không cần hỏi. Diệp Quân nói, lần này chắc còn có các nền văn minh khác tham dự nhỉ. Toại Cổ Kim nói, tinh vực tổ là văn minh tổ, một vật gì trong đó cũng có thể thay đổi hình thái hiện tại của vũ trụ. Cho dù là thế lực đỉnh cấp trong tối hay các thế lực yếu hơn, họ đều biết đây là một cơ hội thay đổi số mệnh biến hóa. Các thế lực yếu có được thứ bên trong thì rất có thể họ sẽ có một bước nhảy vọt về cấp bậc nền văn minh, nhưng với những cường giả đỉnh cấp nhất, thứ bên trong rất có thể sẽ làm cho họ tiến thêm một bước nữa, thậm chí là 100 bước, cho nên hiện tại tất cả các thế lực nền văn minh đỉnh cấp trong vũ trụ có thể quan sát đều đã chạy đến đó, nhưng ngươi không cần lo lắng, ta có thể xử lý được. Diệp Quân gật đầu, giờ chúng ta khởi hành luôn à? Toại Cổ Kim nói, ừ.
Diệp Quân nói, cô dẫn đường đi. Toại Cổ Kim nói, người dẫn đường. Diệp Quân quay đầu lại nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tốc độ kiếm của ngươi là nhanh nhất. Diệp Quân gật đầu, cô chỉ hướng cho ta. Toại Cổ Kim nhìn về phía bên phải. Diệp Quân xòe tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn giơ tay ra với Toại Cổ Kim. Toại Cổ Kim lại im lặng không nói. Diệp Quân nói, vậy cô vào tiểu tháp đi. Toại Cổ Kim nhìn hắn, vào tiểu tháp thì sao chỉ đường cho ngươi. Nói rồi cô ta vươn tay ra đặt vào trên tay hắn. Diệp Quân nở nụ cười, đi thôi. Nói rồi hai người biến mất khỏi đó. Trong lúc xuyên qua thời không, Toại Cổ Kim đứng trước mặt Diệp Quân, hai người cách nhau rất gần, cả hai đều có thể ngửi được khí tức của nhau. Diệp Quân nói, chỉ có chúng ta đi thôi sao? Toại Cổ Kim nói, chúng ta đi trước, người cựu thổ đến sau. Diệp Quân gật đầu, không nói gì thêm, Toại Cổ Kim cũng không nói gì. Diệp Quân khẽ nói, Toại cô nương, sau chuyện lần trước, ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên xa cách hơn. Toại Cổ Kim không lên tiếng. Diệp Quân nói, ta thừa nhận có lúc ta muốn chiếm hời của cô thật. Toại Cổ Kim chớp mắt nhưng vẫn không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nhưng ta đảm bảo, lần này ta chắc chắn không có ý nghĩ đó, thật đấy. Tiểu hồn. Toại Cổ Kim vẫn không lên tiếng, nhưng hai tay đã siết chặt lại. Diệp Quân nói, trước đây cô vẫn luôn không cho ta nhìn cô có biết tại sao ta thích nhìn cô không? Thực ra cô hiểu lầm ta rồi, ta nhìn cô không phải là vì dục vọng, ta đã đọc khá nhiều sách, đã thoát khỏi những thú vui cấp thấp rồi, ta nhìn cô chỉ đơn thuần thưởng thức nghệ thuật, không hề có chút ý nghĩ bị ổi gì, cô có biết ta thích nhìn gì ở cô không? Tiểu hồn thành thật nói, ngực, câm miệng. Cuối cùng, sau khi Diệp Quân đảm bảo không nói nhảm nữa, Toại Cổ Kim mới không tiếp tục đòi xuống. Cô ta lại khôi phục vẻ lạnh lùng trước đó. Trong đường hầm thời không, hai người yên lặng một hồi lâu, Diệp Quân dẫn đầu phá vỡ sự yên lặng, Toại cô nương, cô nói thử xem bây giờ chủ nhân bút đại đạo sẽ làm gì. Toại Cổ Kim không trả lời. Diệp Quân tiếp tục nói, khoảng thời gian này ông ta quá yên lặng đến bất thường. Dứt lời, hắn nhìn về phía cuối đường hầm thời không, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Từ lần trước sau khi thân phận của Thương Hồng Y bị chém chết, Thương Hồng Y và chủ nhân bút đại đạo vẫn chưa xuất hiện thêm lần nào, bọn họ giống như là đã chết chung vậy. Toại Cổ Kim vẫn yên lặng. Hai tay Diệp Quân đột nhiên ôm lấy eo của Toại Cổ Kim, cơ thể mềm mại của Toại Cổ Kim khẽ run lên, ánh mắt cô ta dần dần trở lên lạnh lẽo. Hàn ý đó dường như có thể đóng băng cả đường hầm thời không ở xung quanh. Bất ngờ là cô ta không hề làm ra hành động gì quá khích. Chỉ vô cùng bình tĩnh hỏi, sao hôm nay ngươi lại lỗ mãng như vậy? Diệp Quân cười nói, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta tiếp xúc hòa hợp như vậy. Dù sao tiếp theo đây phải đối mặt với chủ nhân bút đại đạo, ta biết người này, vô cùng thần bí, ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ vượt xa những gì mà chúng ta tưởng tượng. Toại Cổ Kim không nói gì. Toại Cổ Kim ngẩng đầu lên nhìn tinh không sâu thẳm, đừng nghĩ nhiều như vậy, ta cũng có kế hoạch khác. Diệp Quân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lần xuyên thời không này hơi lâu, phải mất hơn 10 ngày. Khoảng thời gian này, bọn họ đã đi qua không biết bao nhiêu vũ trụ tinh vực. Hôm nay, hai người đã đến một khoảng tinh hà vắng vẻ. Diệp Quân đảo mắt nhìn xung quanh là một khoảng tĩnh lặng, lạnh giá. Toại Cổ Kim nói, đi thôi. Dứt lời, cô ta đi về phía trước. Diệp Quân đi bên cạnh cô ta. Ở phía cuối tầm mắt của hai người, có một người đàn ông đang đứng ở đó. Trong tay người đàn ông đang cầm một cây thương đồng, giống như chiến thần. Khuyết chiến. Sau lưng ông ta có một giọt nước đang lơ lửng trên không trung. Diệp Quân nhìn giọt nước đó, có phần tò mò, tinh vực tổ thực sự ở trong giọt nước đó sao? Toại Cổ Kim gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân kinh ngạc, làm thế nào mà làm được như vậy chứ? Sở dĩ hắn kinh ngạc là bởi vì hắn có thể cảm nhận được, đây thực sự chỉ là một giọt nước bình thường. Toại Cổ Kim đáp, vũ trụ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ. Diệp Quân không nói gì, hắn biết giọt nước này là đại diện cho một nền văn minh cao cấp hoàn toàn mới, vượt xa nền văn minh cao cấp mà hắn biết. Giống như người nguyên thủy nhìn thấy phi thuyền vậy. Không hề khoa trương một chút nào. Hắn liếc nhìn xung quanh nhìn qua thì im lặng như tờ. Nhưng thực ra lại ẩn chứa không biết bao nhiêu khí tức không rõ ràng. Trong vũ trụ mênh mông,
hễ là những người có chút thực lực thì đều sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Diệp Quân nhìn Khuyết Chiến, hắn biết hôm nay phải đánh một trận chiến ác liệt rồi. Ha ha! Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong tinh không. Giọng nói vừa dứt thì một người đàn ông dẫn theo một người phụ nữ chậm rãi đi tới. Người tới chính là chủ nhân bút đại đạo, mà người phụ nữ đi bên cạnh ông ta chính là Thương Hồng Y. Ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo dừng lại trên người Diệp Quân, cười nói, tiểu tử, lại gặp nhau rồi. Diệp Quân cũng cười đáp, nhanh như vậy mà ông đã xuất hiện rồi, ta có phần không quen đấy. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, tại sao? Diệp Quân nói, theo những gì ta nghĩ, thì ông hẳn là sẽ vào thời khắc then chốt mà đâm ta một đao, giết ta một cách bất ngờ. Chủ nhân bút đại đạo cười lớn, trong lòng cậu, ta xấu xa đến như vậy sao? Diệp Quân đáp, thực ra cũng không tệ, bỏ qua thân phận cuộc chiến tranh giành đại đạo của chúng ta thì ông thực ra rất tốt, thật đó. Nụ cười trên mặt chủ nhân bút đại đạo dần biến mất, cậu nói như vậy, khiến ta không quen. Diệp Quân khế mỉm cười, cuộc chiến tranh giành đại đạo, cái Diệp Quân ta tranh giành, người khác tất nhiên cũng sẽ tranh giành. Không thể nói người khác tới tranh là người xấu mà ta lại là người tốt được. Chủ nhân bút đại đạo giơ ngón cái lên, có hiểu biết. Diệp Quân cười nói, bây giờ chúng ta bắt đầu à? Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, không không, ta là người chơi cờ, đâu có chuyện người chơi cờ tự mình lên trận chứ. Diệp Quân gật đầu, được. Chủ nhân bút đại đạo liếc nhìn toại cổ kim ở bên cạnh Diệp Quân, cười hỏi, đây là trợ thủ mới của cậu à? Diệp Quân đáp, ta và toại cô nương là quan hệ hợp tác. Chủ nhân bút đại đạo mỉm cười, không nói thêm nữa. Toại cổ kim đột nhiên nói, dưới cảnh giới vực chủ, lui. Trực tiếp xóa sạch. Hành động này của toại cổ kim lập tức đã gây ra sự bất mãn của vô số nền văn minh và các thế lực trong bóng tối. Ông lão đó thốt lên giận dữ, nghĩ kiểu gì vậy? Các người đều là nền văn minh cao cấp, còn bọn ta là nền văn minh bậc thấp, con đường đi lên đều bị các người chặn lại. Bây giờ không dễ dàng gì mới xuất hiện một cơ hội ngàn năm có một, các người lại muốn ngăn bọn ta lại để độc chiếm cho riêng mình. Các người có thể đừng vô liêm sỉ như vậy được không? Thương Hồng Y khẽ nheo mắt lại, sát tâm đã động. Nhưng ông lão lại không hề sợ hãi, ngẩng đầu lên nói, muốn giết ta sao? Vậy cô phải hỏi các huynh đệ đằng sau ta xem họ có đồng ý không đã? Dứt lời, sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện vô số cường giả, số lượng lên tới hơn hàng trăm nghìn người, cường giả cấp bậc nào cũng có, ngay cả cường giả ở cấp bậc cảnh giới thánh giả cũng có. Hiển nhiên những nền văn minh bậc thấp này biết bản thân không thể chống lại cựu thổ và mấy đại tiên vực, vì vậy họ chọn cách liên thủ lại. Không so được chất lượng, vậy thì so số lượng. Lúc này, Thương Hồng Y đột nhiên vung tay áo lên. Xoạt! Ông lão cầm đầu còn chưa kịp phản ứng thì đầu của ông ta đã bay ra vạn trượng. Một khoảng yên tĩnh. Mấy trăm nghìn cường giả nhìn cơ thể của ông lão vẫn còn đang phun máu, ai nấy giống như bức tượng gõ. Thương Hồng Y nhìn mấy trăm nghìn cường giả đó, trong đó có một người đàn ông trung niên run giọng nói, cô nương đừng hiểu lầm, bọn ta không phải là huynh đệ của lão ta. Dứt lời, mấy trăm nghìn người ồ ạt tản đi. Thương Hồng Y phủi tay, sau đó cô ta nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích. Diệp Quân không để ý tới cô ta, mà nhìn sang bên cạnh. Ở bên phải cách đó vài trăm trượng, có một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng đó. Sau lưng ông ta còn có 20 tên áo đen. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, người đàn ông đeo mặt nạ khẽ gật đầu với hắn, trong mắt có ý cười. Diệp Quân thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía bên trái, ở đó có một ông lão lưng gù chống gậy đang đứng đó, thoạt nhìn. Trông vô cùng già nua. Những người còn dám ở lại đây tất nhiên đều không phải là người bình thường. Thương Hồng Y đột nhiên cười nói, chư vị, nếu muốn bước vào tỉnh vực tổ thì phải giải quyết vị kia trước đã. Dứt lời, cô ta nhìn về phía Khuyết Chiến ở cách đó không xa. Người dự ấn. Mấy người họ đồng loạt nhìn về phía Khuyết Chiến. Lúc này, Khuyết Chiến bỗng nhiên bước về phía trước một bước. Một bước này dẫm xuống, một luồng sức mạnh thần bí lập tức bao trùm bốn phía. Cảnh giới của tất cả bọn họ trực tiếp bị trấn áp. Mà chính vào lúc này, sắc mặt Thương Hồng Y đột nhiên thay đổi, bởi vì có một thanh kiếm chém tới trước mặt cô ta mà không có một tiếng động nào. Xoẹt! Cô ta còn chưa kịp phản ứng thì đầu đã bay ra ngoài. Cảnh giới của hắn không hề bị trấn áp.
Mọi người vừa lo sợ vừa nghỉ ngờ. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu kiếm ẩn thân, chiêu kiếm này hắn dung hợp với thuật ẩn thân của Tháp Gia, có thể xuất ra mà không có một tiếng động nào, không ai có thể phát hiện ra. Lần đầu tiên hắn sử dụng thành công rồi, hiệu quả thực sự quá tốt, vượt qua dự đoán của hắn, nhưng trên mặt hắn lại không có một chút vui mừng nào. Bởi vì người phụ nữ này không phải là bản thể, lại là một phân thân khác. Diệp Quân chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía xa xa, chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu sẽ không giết ta đấy chứ. Diệp Quân mỉm cười nói, ông có thể sống được ba đời thì làm sao ta có thể giết chết ông được chứ. Chủ nhân bút đại đạo cười ha ha, cậu yên tâm, lần này ta tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta không làm được mấy việc như ỷ lớn ăn hiếp nhỏ đâu. Diệp Quân nói, con người ông thật biết giả nhân giả nghĩa. Nếu không phải cha ta và cô ta vẫn còn thì ông nói câu này, có lẽ còn khiến ta cảm động một chút. Chủ nhân bút đại đạo cũng không tức giận, cười đáp, thực ra làm đời thứ ba cũng rất tốt, lãng phí nhiều tâm tư như. Vậy để làm gì? Diệp Quân đột nhiên nói, ta hỏi ông một việc, ông có thể thành thật trả lời ta được không? Chủ nhân bút đại đạo nói, cậu hỏi đi. Diệp Quân hỏi, nền văn minh tổ là nền văn minh thủy tổ của vũ trụ có thể quan sát được này sao? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân tiếp tục hỏi, nền văn minh thủy tổ này đến từ đâu? Lần này chủ nhân bút đại đạo không trả lời. Diệp Quân cười nói, điều mà ta muốn hỏi là, vũ trụ này rộng lớn vô tận, địa bàn cũng lớn như vậy, tại sao ông cứ đuổi theo để chị ta như âm hồn bất tán thế? Chẳng lẽ ngoài kia không có thiên tài, không có người trật tự nào nữa sao? Ông có thể đi trị người khác được không? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, vấn đề này ta chỉ có thể trả lời cậu một nửa. Diệp Quân gật đầu, rửa tai lắng nghe. Chủ nhân bút đại đạo nói, bởi vì cậu còn đáng sợ hơn cha cậu xây dựng thư viện chẳng qua chỉ là muốn chơi đùa một chút, muốn chứng minh bản thân mình với cha của ông ấy. Từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ thực sự muốn thành lập một trật tự, nhưng cậu thì khác, cậu là một người trật tự chân chính. Mặc dù cậu vẫn còn non nớt, nhưng tấm lòng của cậu rất lớn. Lớn hơn cả ông nội của cậu, ai cũng không thể tưởng tượng được có một ngày toàn bộ vũ trụ đều kính ngưỡng cậu. Nếu tất cả con người trên toàn vũ trụ này đều kính ngưỡng cậu hơn nữa còn là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất. Nói đến đây, ông ta lắc đầu cười, trường hợp đó, ngay cả ta cũng không dám nghĩ tới. Diệp Quân nhìn thẳng vào chủ nhân bút đại đạo, ông không muốn ta thống nhất toàn bộ vũ trụ, hay là không muốn trong toàn bộ vũ trụ này có một người bất khả chiến bại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong vũ trụ, có thể có những người bất khả chiến bại giống như mấy người cô của cậu, nhưng không thể có người lấy tín ngưỡng làm nền móng để bất khả chiến bại. Vũ trụ rất đa dạng, thống nhất chính là thảm họa lớn, đặc biệt là với người còn không phải dựa vào thực lực của mình để thống nhất toàn bộ con người trong vũ trụ như cậu. Cậu đừng nói khuất phục vũ trụ của người khác, bởi cậu đến ngay cả bản thân cũng không khuất phục nổi, hơn nữa. Nói đến đây. Ông ta khẽ lắc đầu, kiểu tư duy hiện tại của cậu vẫn chỉ là người. Chỉ biết đứng dưới góc độ của nhân loại mà nhìn nhận sự việc, vũ trụ. Nhưng cậu có biết, vũ trụ không chỉ có người, mà còn có rất nhiều sinh linh khác. Không đúng. Trước giờ Diệp Quân luôn nghi ngờ chuyện chủ nhân bút đại đạo cứ nhằm vào hắn. Vô lý thật. Mình không thù không oán với người ta, sao tên này lại như âm hồn bất tán nhằm vào mình nhỉ? Vì chính nghĩa sao? Không đúng. Chủ nhân bút đại đạo không phải là thánh, chắc chắn không làm điều đó vì cái gọi là công lý, hơn nữa Diệp Quân hắn không muốn hy sinh cho tất cả chúng sinh, hắn chỉ muốn thiết lập trật tự mà thôi, ngược lại sẽ có lợi cho tất cả chúng sinh. Hơn nữa, lúc đầu tổ đạo tế chúng sinh, người này không những không ngăn cản được mà còn giúp đỡ y. Có thể thấy người này nhắm vào hắn không phải là cái gọi là chính nghĩa. Không vì chính nghĩa, cũng không có thù, vậy thì chỉ có một lời giải thích. Lợi ích. Trật tự mà Diệp Quân muốn thiết lập sẽ tổn hại đến lợi ích của chủ nhân bút đại đạo. Nói cách khác chủ nhân bút đại đạo chắc chắn còn có một thân phận khác, một thân phận cuối cùng vượt qua nền văn minh hiện tại. Mọi chuyện đều đã rõ. Chủ nhân bút đại đạo bỗng bật cười, cậu thông minh giống cha cậu vậy. Diệp Quân quay sang nhìn Toại Cổ Kim ở một bên, Toại cô nương, tiếp theo để cô giải quyết đấy. Toại Cổ Kim khẽ gật đầu. Cô ta nhìn chủ nhân bút đại đạo, trước tiên hợp tác đi vào tỉnh vực tổ.
chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn sang phải, thời không nơi đó bỗng nứt ra, sau đó Thương Hồng Y chậm rãi bước ra. Cô ta vừa bước ra, ánh mắt sắc như kiếm nhìn sang Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nói, đã từng nói với ngươi rồi, đừng khinh địch mà ngươi lại không nghe, bây giờ chịu thiệt rồi nhỉ. Thương Hồng Y thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn Khuyết Chiến ở đằng xa, muốn đi vào tỉnh vực tổ thì phải hợp tác giải quyết người này. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Khuyết Chiến. Nói rồi cô ta xòe lòng bàn tay ra, hàng tỷ đại đạo lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, chỉ trong chốc lát cô ta đã phá được sức mạnh bí ẩn của Khuyết Chiến, khôi phục cảnh giới của mình. Ở một bên khác, bàn tay phải giấu trong ống tay áo của người đeo mặt nạ hơi xoay chuyển, một dấu ấn xuất hiện trong lòng bàn tay ông ta, dấu ấn hơi rung lên, tu vi của ông ta lập tức được khôi phục. Ông lão mặc đồ xám tay cầm gậy nện nhẹ xuống đất, tu vi của ông ta cũng hồi phục. Chỉ có Toại Cổ Kim không có động tác gì. Thương Hồng Y nhìn Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, tu vi của ta có hồi phục hay không cũng vô dụng. Diệp Quân đi đến cạnh cô ta, mỉm cười nói, ta bảo vệ cô. Toại Cổ Kim nhìn hắn, không nói gì. Thương Hồng Y nói, vậy thì bắt đầu đi. Nói rồi cô ta bỗng lật tay phải với Khuyết Chiến, hàng vạn đại đạo ngưng tụ thành chữ đạo lao thẳng đến chỗ Khuyết Chiến. Đòn tấn công này cực kỳ đáng sợ, cả tỉnh Hà bị hất tung lên. Gần như cùng lúc đó, người đàn ông đeo mặt nạ ở đằng xa cũng biến mất khỏi đó, tốc độ nhanh đến mức kéo từng tàn ảnh chồng chéo nhau lên, bất cứ nơi nào ông ta đi qua, thời không đều bị xé nát như một tờ giấy. Mọi người đều nhìn về phía xa, Khuyết Chiến tay cầm cây thương dài màu cổ đồng như một chiến thần. Thương Hồng Y híp mắt, tay phải dần siết chặt, lúc sắp ra tay lần nữa thì Diệp Quân bỗng nói, để ta nói chuyện với ông ta. Thương Hồng Y nhìn Diệp Quân, chế giễu, nói chuyện gì? Lãng phí thời gian thôi. Diệp Quân nhìn Thương Hồng Y, cô còn lải nhải với ta gọi ông nội đánh chết cô đấy. Thương Hồng Y nổi giận, ta sợ ông nội ngươi à? Nực cười. Nói rồi cô ta định ra tay, chủ nhân bút đại đạo ở một bên nói đi, cô để hắn nói chuyện đi. Thương Hồng Y tức đến mức ngực phập phồng. Diệp Quân đưa kiếm Thanh Huyên cho Toại Cổ Kim, Toại. Cổ Kim biết hắn có ý gì, im lặng một hồi rồi nhận lấy kiếm Thanh Huyên. Bây giờ cô ta không có tu vi, có kiếm Thanh Huyên trong tay mới có khả năng tự bảo vệ. Diệp Quân đi đến trước mặt Khuyết Chiến không ra tay với hắn mà chỉ nhìn hắn. Diệp Quân mỉm cười nói, chúng ta lại gặp nhau rồi. Khuyết Chiến nói, ngươi cũng muốn vào trong. Diệp Quân gật đầu, ừ. Khuyết Chiến nhìn hắn không nói gì. Diệp Quân nói, ông biết đấy, ông không ngăn được họ. Khuyết Chiến nói, trách nhiệm của ta là bảo vệ thần ấn chủ chung. Diệp Quân nói, phải, trách nhiệm của ông là bảo vệ thần ấn chủ chung chứ không phải là tinh vực tổ. Khuyết Chiến không nói gì. Diệp Quân nói tiếp, nền văn minh tổ đã biến mất rồi. Lẽ nào ông không muốn biết tại sao nó lại biến mất sao? Khuyết Chiến nhìn Diệp Quân, có đôi lúc sự thật lại rất tàn khốc, không biết vẫn tốt hơn. Diệp Quân cười nói, ông đã khôi phục vài ký ức rồi, đúng chứ? Khuyết Chiến gật đầu, khôi phục rất nhiều rồi, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện. Diệp Quân nói, ông không để bọn ta vào là vì tốt cho bọn ta. Khuyết Chiến lại gật đầu. Diệp Quân chỉ vào chủ nhân bút đại đạo đó, ông đánh lại ông ta không? Khuyết Chiến nhìn chủ nhân bút đại đạo, lắc đầu, ta không thể đánh thắng được hai người trong số các ngươi, ông ta là một trong đó. Diệp Quân cười nói, còn một người nữa lẽ nào là ta sao? Khuyết Chiến nói, mặt ngươi dày thật đấy. Diệp Quân bật cười. Chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, chỉ có chủ nhân bút đại đạo mới có thể xem lãnh vực của Khuyết Chiến là không khí. Diệp Quân nghiêm túc nói, Khuyết Chiến, đi thôi. Đi qua những ngày tháng ông từng nghĩ. Khuyết Chiến lắc đầu, ta có trách nhiệm của ta, nhưng ta sẽ không ngăn cản các ngươi vào trong, ai trở thành chủ. Chung của vũ trụ, ta sẽ trung thành với người đó. Lúc nói câu này, ông ta đã rút khỏi lãnh vực, tất cả mọi người ở đó đều có thể nghe thấy. Diệp Quân gật đầu, được, nói rồi hắn xoay người rời đi. Khuyết Chiến bỗng nói, ngươi vào trước. Diệp Quân dừng bước. Xoay người lại nhìn Khuyết Chiến, tại sao? Nói xong họ đi về phía giọt nước. Hai người đi đến gần giọt nước đó, nhìn ở khoảng cách gần, giọt nước đó trong suốt thật, không có gì đặc biệt cả, chỉ là một giọt nước mà thôi.
nhưng không ai ngờ được rằng trong một giọt nước cực kỳ bình thường thế này lại có một nền văn minh vô cùng đáng sợ. Nền văn minh tổ. Diệp Quân quay sang nhìn Khuyết Chiến, làm sao mới có thể vào trong? Khuyết Chiến nói, tiến lên thêm một bước nữa là được. Diệp Quân kéo Toại Cổ Kim tiến lên một bước, sau đó hai người biến mất khỏi đó. Khi xuất hiện lại lần nữa, Diệp Quân và Toại Cổ Kim đã đến một tinh không này vô cùng rộng lớn, cách trước mặt họ mấy vạn trượng có một đại điện cực kỳ uy nghiêm, đại điện đó trải dài trong tinh không, rộng không thấy đáy. Diệp Quân khẽ nói, đây chính là thần điện chủ chung. Toại Cổ Kim gật đầu. Diệp Quân cười nói, không ngờ lại đến đây nhanh như thế. Toại Cổ Kim quay sang nhìn Diệp Quân, ngươi không muốn đến đây sớm một chút à? Diệp Quân gật đầu. Toại Cổ Kim hỏi, tại sao? Diệp Quân mỉm cười không nói gì. Lúc này, mấy người Thương Hồng Y cũng từ phía sau đi tới, chủ nhân Bút Đại Đạo cũng có mặt, ông ta nhìn thần điện. Chủ chung, nở một nụ cười kỳ lạ. Diệp Quân nói, vẫn chưa đến đủ nhỉ. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân, sao tên nhóc cậu lại gấp gáp muốn quyết chiến thế hả? Diệp Quân cười nói, chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, cũng đúng, vậy chúng ta ngả bài đi, các ngươi trước hay là bọn ta trước? Diệp Quân quay sang nhìn Toại Cổ Kim, Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, nếu đã thế thì bọn ta trước vậy. Nói rồi cô ta xòe lòng bàn tay ra, một tia sáng chậm rãi bay lên từ trong lòng bàn tay, sau khi vầng sáng chạm tới bầu trời lập tức mở rộng ra gấp mấy vạn lần, một vầng sáng cực lớn treo lơ lửng trên tinh không, sau đó từng luồng khí tức đáng sợ tỏa ra từ nó. Người dẫn đầu là Khư Nguyên của nền văn minh Cựu Thổ và Lý Thần của nền văn minh Vĩnh Sinh, phía sau họ là 19.000 cường giả đỉnh cấp. Thấp nhất trong đó đều là cảnh giới đế chủ, mà cảnh giới bất hủ đế chủ lại có 109 người, cảnh giới vực chủ cũng có 12 người. Toàn là người xuất sắc. Dưới chân họ đều có một vòng sáng màu vàng, được vòng sáng màu vàng hỗ trợ, khí tức của họ liên tục mạnh hơn. Thần trận Cựu Thổi. Đây là một địa trận do ba nền văn minh lớn hợp tác nghiên cứu tạo ra, một khi trận pháp này được khởi động thì có thể cưỡng ép tăng một cảnh giới của người trong trận pháp. Không chỉ vậy, có thể nhìn thấy Cựu Thổ ở phía xa từ đằng sau, lúc này vũ khí đại sát nền văn minh siêu cấp của ba nền văn minh lớn Cựu Thổ đã sẵn sàng, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ngoài ra, trong nền văn minh Toại Minh, ba cây thần đã bao phủ toàn bộ Cựu Thổ, chúng tản ra khí tức mạnh mẽ đi vào đây theo trận pháp ánh sáng thời không. Không ngừng gia tăng sức mạnh của các cường giả ở trong này. Được thần trận Cựu Thổ và ba cây thần hỗ trợ, sức chiến đấu của những cường giả ở đó lại đã được tăng lên rất nhiều, có thể nói nếu bây giờ bất kỳ ai trong số họ được đặt bên ngoài thì đều là những tồn tại bất khả chiến bại với cùng cấp bậc. Trong khu vực nền văn minh Vĩnh Sinh, từng chùm sáng xanh pha lê bí ẩn bay lên trời, chỉ trong thoáng chốc đã đến trước thần điện chủ chung, trong mỗi chùm sáng xanh pha lê có một cường giả mặc cơ giáp cấp vực chủ. Có hơn hàng ngàn cơ giáp, hơn nữa những cơ giáp này được trang bị với tinh thể vĩnh động của nền văn minh Vĩnh Sinh. Nền văn minh Vĩnh Sinh có thể gọi là lấy hết vốn của mình ra rồi. Vốn của nền văn minh Cựu Thổ là một cuốn sách cổ màu đen. Sách Cựu Thần. Bên trong chứa pháp tắc Cựu Thần của thủy tổ nền văn minh của nền văn minh Cựu Thổ, khi nó xuất hiện, đám người Thương Hồng Y đã bị ép áp chế xuống một cảnh giới. Thấy đạo áp chế một cảnh giới. Khi ba nền văn minh lớn hợp tác, trong Bỉ Ngạn Thánh Mẫu của nền văn minh Toại Minh cũng chứa đựng pháp tắc này, nó được mượn từ trong sách Cựu Thần, nhưng kém xa sách Cựu Thần. Trừ khi đạo của ngươi cao hơn Cựu Thần, nếu không ngươi nhìn thấy sách này thì đạo sẽ bị áp chế xuống một cảnh giới. Tất cả những người xuất sắc của ba nền văn minh lớn đều lấy hết át chủ bài của mình ra. Vẫn chưa kết thúc, vực chủ của bốn tiên vực lớn cũng dẫn theo cường giả của họ xuất hiện ở đó. Vì là quan hệ liên minh nên các cường giả mà họ dẫn theo cũng có được thần trận Cựu Thổ và ba cây thần lớn của nền văn minh Toại Minh. Với hiện tại, trận pháp này đã nghiền ép được bên Thương Hồng Y. Thương Hồng Y chỉ bật cười, lợi hại, ngươi thế mà lại thuyết phục được hai nền văn minh còn lại, phải nói là ngươi có bản lĩnh. Nói đến đây cô ta đổi chủ đề, cười nói, bên ta cũng có ba trợ thủ, khá quen với các ngươi. Vừa dứt lời. Thời không cách đó không xa phía sau cô ta bỗng nứt ra, hai nam một nữ chậm rãi bước ra. Khi nhìn thấy ba người đó, sắc mặt của rất nhiều cường giả của ba nền văn minh lớn bỗng thay đổi, ba người này đều là văn minh chủ của ba nền văn minh lớn ngày nay.
Lời của Thương Hồng Y khiến chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, hỏi lại, người bớt lắm lời đi được không? Mà Thương Hồng Y thì Vân Kiêng kia ông ta nên chỉ hừ một tiếng chứ không dám mạnh miệng. Cô ta liếc sang Diệp Quân, đang định mở miệng thì nhận ra điều gì mà biến sắc, quay phát sang Toại Cổ Kim, sao có thể? Sao lại thế được? Ánh mắt Thương Hồng Y dần trở nên khó tin. Sự xuất hiện của những người đứng đầu ba nền văn minh cựu thổ khiến Diệp Quân sầm mặt, nhưng sau đó cũng ngạc nhiên không kém gì Thương Hồng Y. Bởi vì Khưu Nguyên, Lý Thần và những trưởng lão nòng cốt khác không tỏ vẻ gì khi nhìn thấy ba người kia, giống như đã biết trước từ sớm. Diệp Quân cũng nhìn Toại Cổ Kim, nửa khiếp sợ nửa bất ngờ, sau đó hiểu ra. Khi cả hai nói chuyện về ba người này, Toại Cổ Kim đã nói họ rất lâu rồi không xuất hiện. Mà trên đời này làm gì có tay nào làm phó mà không muốn thăng chức đâu. Có thể thấy Toại Cổ Kim đã thành công thuyết phục được người đứng thứ hai trong ba nền văn minh. Nòng cốt của ba nền văn minh không phải là người đứng đầu mà là thủy tổ của văn minh, cái sau không thể thay thế, cái trước thì có thể. Những cường giả đi theo họ đều do một tay họ cất nhắc bồi dưỡng, không cần nói cũng biết nghe theo ai. Ai cho quyền lợi, ta theo người đó. Toại Cổ Kim thản nhìn đáp lại ánh mắt của Thương Hồng Y. Sắc mặt Thương Hồng Y trở nên khó coi. Cứ tưởng một chiêu này của mình đã có thể giải quyết triệt để, nào ngờ người này lại kêu gọi cấp dưới đầu hàng. Một khi thuộc hạ không phục chủ thì ba người kia chẳng khác gì ba con bù nhìn. Mà bọn họ cũng nhận ra điều này. Người đứng đầu cựu thổ chậm rãi bước ra, nói với Khưu Nguyên, nhiều năm không gặp, người cũng đã to gan đến thế này à? Và thả ra uy áp đáng sợ. Khưu Nguyên không nao núng đi tới, dùng khí thức cảnh giới vực chủ ngăn cản lại, không hề khách khí mà đáp. Loại người mấy chục ngàn năm không quan tâm đến văn minh cựu thổ thì làm sao xứng đáng dẫn dắt chúng ta? Đối phương nheo mắt, tự tìm chết. Ông ta bất ngờ tung cú đấm, quyền mang như con rồng hung hãn ập về phía Khưu Nguyên, quét sạch hết thảy trên đường đi. Rõ ràng là muốn giết chết Khưu Nguyên để giành lại quyền khống chế. Khưu Nguyên hiểu rõ đồng thời cũng không sợ vì đã có thần thận cựu thổ và thần thụ của ba văn minh hỗ trợ cho. Ông ta giẫm mạnh chân phải, lao tới như một viên đạn đại bác tông thẳng vào người đứng đầu cựu thổ, làm quyền mang vỡ nát. Đối phương cũng vung tay đánh ra. Quỳnh! Quyền mang bùng nổ. Hai bên thối lui. Khưu Nguyên phấn khích vô cùng khi nhận ra người kia đã không làm gì được ông ta. Trước đó vẫn còn có tí lo lắng. Bởi nếu đánh không lại thì đúng là vạn kiếp bất phục. Trong thế giới võ giả thì nói chuyện bằng sức mạnh, mà giờ đây ông ta đã chứng minh với mọi người rằng mình không hề thua kém người đứng đầu cựu thổ. Đã có thể quanh mình chính đại mà thâu tóm toàn bộ văn minh cựu thổ rồi. Ngược lại, người bên kia kém sắc hẳn khi nhận ra Khưu Nguyên đã đạt đến trình độ này, cũng nhận ra bản thân đã không còn quyền lực gì ở cựu thổ nữa. Như nghĩ đến điều gì? Ông ta cười nhạt nói với Toại Cổ Kim, đúng là cao tay, Toại các chủ. Hai người đứng đầu còn lại cũng nhìn theo, không hiểu vì sao Toại Cổ Kim lại kêu gọi thuộc hạ của họ đầu hàng được. Cô ta làm cách nào? Toại Cổ Kim xem cả ba như không khí, nói với Thương Hồng Y, người hẳn là vẫn còn giấu chiêu. Thương Hồng Y cười, người đúng là tỉnh mắt, nhưng... Một tia kiếm quang bay tới làm cô ta biến sắc. Thương Hồng Y vung tay gọi một lá chắn vô hình xuất hiện. Quỳnh, nhưng vẫn lùi lại mấy trăm trượng. Những người khác nhìn về phía người vừa ra tay. Là Diệp Quân. Một chiêu này của hắn lại còn im lặng không một tiếng động, đến cả cảnh giới vực chủ còn khó phát hiện thì nói gì đến bất hủ đế chủ, làm ai cũng hoảng sợ không thôi. Thương Hồng Y quắc mắt, người muốn. Tia kiếm quang thứ hai bổ tới. Thương Hồng Y vừa giận vừa sợ trước đường kiếm này. Cô ta không tài nào bắt được nó, chỉ có thể dựa vào bản năng để chắp vá. Cô ta siết tay, gọi đại đạo ngưng tụ trong cơ thể. Dầm! Kiếm quang kia bổ vào cổ họng khiến cô ta bay đi chấm trượng. Đưa tay lên chạm vào cổ, chỉ thấy đã có một vết chém đang rỉ máu. Cô ta quay lại, thấy người đàn ông đeo mặt nạ đi tới. Người này hỏi Diệp Quân húng ta thử vài chiêu. Chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử. Diệp Quân, được. Người mặt nạ bước tới, tạo ra một cái vực bao trùm lấy bản thân và Diệp Quân. Bên trong có tỷ tỷ ngôi sao, mà y thì dần nhòe đi như một lần khói. Các cường giả vực chủ thấy vậy thì biến sắc. Họ không cảm nhận được y nữa, vì y đã không còn ở trong đại đạo mà đang bước đi trên đại đạo của vũ trụ khả kiến.
Ai cũng cho rằng cảnh giới vực chủ đã nằm trên đại đạo, thật ra thì chỉ có thể ngang hàng với đại đạo của vũ trụ khả kiến mà thôi, chưa được tính là hoàn toàn rời khỏi đại đạo, vẫn còn bị hạn chế. Nhưng người mặt nạ này đã làm được. Y là ai? Đây là câu hỏi số 1. Chỉ thấy Diệp Quân rút kiếm. Hắn dùng trật tự thay cho Thanh Huyền, kiếm quang phá không như sấm, chớp mắt đã tiếp cận mục tiêu, sau đó bay. Xuyên qua cơ thể người mặt nạ. Chém chật. Diệp Quân nhíu mày. Người mặt nạ mỉm cười, chiêu này là đại đạo chi ngoại. Chỉ có thể lấy đại đạo của vũ trụ khả kiến chứ không tính toàn vũ trụ được. Ta chưa từng dùng với ai bao giờ, người phải cẩn thận đấy. Diệp Quân cười, được thôi. Người mặt nạ vươn tay đẩy tới. Hàng tỷ ngôi sao theo đó hạ xuống như thác đổ, cái sau mạnh hơn cái trước, một cái đều mang theo một đại đạo. Khống chế vạn đạo. Đây mới thật sự là điều khiển hàng tỷ đại đạo của vũ trụ khả kiến. Các cường giả vực chủ đanh mặt khi nhận ra người này. Vừa tung ra đại chiêu. Diệp Quân nhắm mắt, vung tay gọi kiếm ý trật tự phóng lên cao. Sức mạnh tín ngưỡng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó ở cựu thổ, mà nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Sự xuất hiện của nó khiến người khác biến sắc. Kiếm thế ngập trời quét ngang tinh hà, bao trùm tất cả đến nghẹt thở. Không thăm dò, không ngươi tới ta đi, Diệp Quân cũng sử dụng con bài mạnh nhất của mình. Sức mạnh trật tự vô tận hóa thành kiếm quang bay vút lên, đối đầu với những ngôi sao đang rơi xuống. Quỳnh, nơi người mặt nạ và Diệp Quân đang đứng bùng nổ trong làn sóng năng lượng hủy diệt như mấy triệu ngọn núi lửa cùng phun trào sau một vạn năm. Ai nấy đều biến sắc, các cường giả vội vàng ra tay ngăn chặn sóng xung kích. Toại cổ kim không nhúc nhích. Đã có tiểu tháp và kiếm Thanh Huyền thay cô ta cản lại tất cả. Thương Hồng Y nhìn về nơi đó với vẻ nghiêm trọng. Sức mạnh tín ngưỡng của tên Diệp Quân đã mạnh hơn mấy chục lần so với trước đó. Sao lại nhanh như thế được? Thương Hồng Y ôm lòng hoài nghi, nhưng thấy toại cổ kim vẫn bình chân như vậy, cô ta bèn cảm thấy bất an. U hút tiếng kiếm minh vang lên lảnh lót. Mọi người nhìn lại, thấy kiếm quang mang theo sức mạnh tín ngưỡng bay lên cao, lại còn kẹp ba loại huyết mạch. Chúng nó khiến những ngôi sao cũng không chịu được mà vỡ tan như pháo bông rực rỡ. Am! Tiếng nổ vang lên, tất cả hóa thành cho bụi. Người mặt nạ bị đánh trở về thời không hiện hữu, nằm vật ra với khóe miệng trào máu. Diệp Quân cũng trọng thương ói máu, mặt như tờ giấy. Hắn đi tới gần người kia, vươn tay ôm lấy y. Người mặt nạ lập tức cười, vẫn không đánh lại ngươi. Rồi lại hỏi, nhận ra ta khi nào? Diệp Quân, ngay từ đầu. Người mặt nạ, ta đã dùng cách che giấu do sư phụ dạy, làm sao ngươi vẫn nhìn ra nhỉ? Diệp Quân, vì chúng ta là huynh đệ mà người kia cười cười bỏ dậy. Huynh đệ! Diệp Khải tuét miệng cười, ta vẫn không đánh lại huynh rồi. Trước đó y đi theo chủ nhân bút đại đạo, dốc lòng tu luyện với mục tiêu là ngày nào đó sẽ có thể quanh minh chính đại đánh tay đôi với Diệp Quân. Không nhất thiết phải phân thẳng thua, chỉ là đánh một trận đã đời mà thôi. Sâu trong lòng, y vẫn luôn muốn chứng minh cho người đời biết rằng nhà bọn họ không chỉ có Diệp Quân mà còn có một Diệp Khải cũng không kém cạnh. Vì thế nên hắn không dám chểnh mảng trong tu luyện, từng đi qua những nơi hung hiểm nhất, trải qua những tình huống tuyệt vọng nhất, không chỉ một lần bồi hồi nơi cõi chết. Cuối cùng vẫn là đánh không lại. Diệp Quân lắc đầu, ta chỉ may mắn được cha mẹ dìu dắt mà thôi, còn lại không thể băng đệ. Diệp Quân, trước kia khi còn ở tại gia tộc, khi ta còn chưa có kỳ ngộ, huynh chưa khôi phục thân phận, ta cũng đã không băng huynh rồi. Diệp Quân cười, thật ra áp lực của ta cũng lớn lắm, cũng vì có đệ nên mới không dám lơ là tu luyện. Chắc đệ không biết chứ ta thường lén tu luyện giữa đêm vì sợ bị đệ vượt mặt đấy. Khi ấy ta chỉ nghĩ ta là thế tử, lỡ thua kém đệ rồi bị mất chức. Vị thì sẽ xấu hổ lắm. Diệp Khải cười khổ, ra là tu luyện ngày đêm à. Diệp Quân gật đầu. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ ở nhà họ Diệp thì không khỏi bật cười. Đặc biệt là những lần cùng Diệp Khải đánh lộn với tụi trẻ đồng trang lứa mấy thế gia còn lại. Tuy hắn chỉ là con nuôi nhưng không ai trong gia tộc xem hẳn là người ngoài. Khi ấy hắn mơ ước những gì? Trước 10 tuổi là quét sạch mấy nhà họ Lý, Triệu, Vương. Lớn hơn chút là gia nhập thư viện Quan Huyên để trở nên mạnh hơn. Mạnh đến đâu? Hắn đã từng mơ. Trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ ở Nam Châu. Vì sao lại thế? Khi ấy hẳn suy nghĩ rất đơn giản, rằng nếu có ngày gặp được cha mẹ,
để họ thấy hắn trở nên xuất sắc thế nào, thì liệu họ có hối hận đã bỏ Ha lại nhà họ Diệp hay không? Thậm chí còn nghĩ đến cảnh huynh hoang đầy khí thế cho hả giận. Muốn nhận lại ta à? Nằm mơ đi. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt hối hận của cha mẹ là hắn thấy sướng rơn cả người. Nào ngờ mọi chuyện sau đó lại nằm ngoài suy nghĩ của hắn. Bây giờ ngẫm lại mới thấy cuộc sống trước kia vui vẻ biết bao. Diệp Khải đứng dậy, quay lại hành lễ với chủ nhân bút đại đạo, ơn dạy dỗ của sư phụ, Diệp Khải cả đời không quên, nhưng ta sẽ không để người đụng đến Diệp Quân huynh. Đối phương không giận mà còn cười, đây là việc giữa ta và hắn, không liên quan đến ngươi. Ta dạy ngươi cũng không phải là để đi đối phó hẳn. Thứ kịch bản cầu huyết ấy, sư phụ ngươi không thèm làm. Diệp Khải còn muốn nói gì thì bị ông ta ngắt lời, chuyện không phải của ngươi, tự đi mà theo đuổi cuộc đời của ngươi đi. Chủ nhân bút đại đạo hỏi Diệp Quân, thấy thế nào? Diệp Quân gật đầu, nói với Diệp Khải, để đi đi, đây là chuyện giữa ta và ông ta. Diệp Khải ngang bướng lắc đầu. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, người sau vung tay truyền tống Diệp Khải đi nơi khác rồi nói. Yên tâm, ta sẽ không hại y. Diệp Quân, ta biết. Rồi lại nói, ông tuy xấu tính nhưng ít nhất vẫn còn nhân phẩm. Ha ha ha. Chủ nhân bút đại đạo phá ra cười. Diệp Quân nhìn sang Thương Hồng Y, cô ta nhíu mày. Diệp Quân nói, để ta thử xem có giết được Si Di vực chủ hay không. Nói rồi kiếm Thanh Huyền xuất hiện trong tay, phóng ra một tia kiếm quang thẳng về phía Thương Hồng Y. Sức mạnh tín ngưỡng tràn ngập khiến đất trời chao đảo. Mặt Thương Hồng Y vặn lại, tung ra cú đấm bao hàm khí thức đại đạo mãnh liệt, nhưng vừa chạm vào kiếm Thanh Huyền đã tán loạn. Duyên! Cô ta bị đánh bay đi mấy vạn trượng. Vừa dừng lại thì đã thấy tia kiếm quang khác lao tới làm đồng tử cô ta rụt lại, mặc kệ cơ thể vẫn bất ổn mà ngưng tụ đại đạo trong tay. Cú đấm này cũng bị kiếm của Diệp Quân phá vỡ, cô ta lại bay ra ngoài. Toàn thân nứt nẻ, rỉ ra máu tươi. Ai nấy đều kinh hãi. Từ khi nào mà Diệp Quân mạnh dữ vậy? Kể từ sau khi sử dụng tín ngưỡng, Si Di vực chủ đã không đủ lọt vào mắt hẳn nữa. Diệp Quân không tấn công nữa mà hỏi, đây là bản thể của cô à? Thương Hồng Y chỉ quét mắt chừng lại. Diệp Quân cười, chả sao. Hắn tìm toại cổ kim trong đám người, cảm ơn cô, nếu không có cô thì sức mạnh tín ngưỡng của ta đã không đạt đến trình độ này. Toại cổ kim không đáp. Diệp Quân lại cười, nếu ta đoán đúng thì thủy tổ của ba văn minh đều có mặt nhỉ. Thủy tổ. Chỉ thấy thời không ở chân trời chuyển động, hai người đàn ông xuất hiện. Bên trái mặc áo trắng, tóc dài ngang vai, mặt mày mang nét hoang dã. Toại cổ thiên, thủy tổ văn minh toại minh. Người trung niên bên phải mặc áo giáp vàng, để tóc trắng bay tán loạn phía sau trông vô cùng phách lối. Vĩnh sinh chủ, thủy tổ văn minh vĩnh sinh, thủy tổ hai nền văn minh đã xuất hiện, bọn họ thản nhiên nhìn Diệp Quân. Toại cổ thiên lên tiếng, nếu ngươi muốn tay đôi thì ta sẵn sàng phụng bồi. Những người khác như bị núi đè lên vai, không thở được. Thủy tổ văn minh, thật là khủng khiếp, muốn đánh à? Một giọng nói vọng tới từ xa, ta tới. Mọi người nhìn lại, thấy một cô gái trong chiếc áo đỏ. Đang đi đến, là Phạn Chiêu Đế. Cô ta xuất hiện cùng một luồng sức mạnh ác đạo khổng. Lô, thoe e cái chặn đứng khí tức của toại cổ thiên. Hai bên đối đầu từ xa, những người khác thấy Phạn Chiêu Đế thì hoảng hồn, chính là quan chấp hành đứng đầu. Cô ta đi đến trước mặt toại cổ thiên và vĩnh sinh chủ, hai mắt như biển máu, hai người cùng đánh cũng được. Cùng đánh. Ai nấy đều hoảng sợ. Kiêu ngạo vậy sao? Toại cổ thiên cười ha hả, chính ngươi nói đấy. Ông ta bước tới khiến bốn phía nhòe đi. Phạn Chiêu Đế nhìn Diệp Quân một cái, thân hình nhòe đi. Họ đã đi vào khu vực chiến đấu đặc biệt. Diệp Quân nhìn Phạn Chiêu Đế một cái rồi đi tới nói với. Toại cổ kim, có vẻ như đại cục đã định. Cô ta gật đầu. Diệp Quân nắm tay kéo cô ta đi về phía thần điện chủ chung. Toại cổ kim không phản kháng. Thương Hồng Y nhìn theo đầy sát ý, muốn ra tay đã bị chủ nhân bút đại đạo ngăn cản. Hai người kia chậm rãi dạo bước. Diệp Quân nhìn về nơi xa, thấy một con đường sáng lấp lánh, ở hai bên là hai pho tượng một nam một nữ, ở trung tâm hơi chếch về sau là một cái ghế. Hẳn bật cười, thần tọa chủ chung đấy sao? Toại cổ kim gật đầu, hẳn là nớ. Diệp Quân, chủ chung vũ trụ.
chỉ cần lấy được ghế là thành ngà. Toại cổ kim, ghế kia chứa toàn bộ truyền thừa của văn minh tổ, lấy được nó là sở hữu được. Mà trong vũ trụ khả kiến hiện nay, truyền thừa của văn minh tổ chính là vô địch. Diệp Quân gật gù, ra là thế. Toại cổ kim, nhưng nó còn một thứ không thuộc về vũ trụ này. Diệp Quân nhìn sang nhưng cô ta không nói nữa, hắn cũng không hỏi. Hai người nhanh chóng đi tới đại đạo thời gian. Diệp Quân nhìn xuống, thấy có vô số ánh sáng lơ lửng không rõ hình dạng. Toại cổ kim nhìn đại đạo không nói gì. Diệp Quân nhìn thần tọa ngày càng gần. Trông nó chẳng khác gì một cái ghế phổ thông, phía sau có gác hai thanh kiếm. Diệp Quân, cô nương có biết vì sao văn minh đạo tổ biến mất không? Toại cổ kim gật đầu, biết một chút. Diệp Quân nhìn sang, nghe cô ta giải thích, họ lấy đi một thứ họ không thể sở hữu. Diệp Quân gật gù. Hai người đi tới trước cái ghế. Diệp Quân dừng bước, nói với Toại cổ kim, ta chỉ đưa cô đến đây được thôi. Bàn tay Toại cổ kim trong tay hắn run lên, lại chỉ thấy hắn cười đến là thản nhiên. Và cô ta nhận ra, người này đã biết, bèn hỏi. Từ khi nào? Trong thần điện chủ chung, hai người đứng đối diện gần kề. Trên mặt Toại cổ kim đã không còn vẻ bình tĩnh và thong dong như khi trước, trong đôi mắt trong vắt của cô ta ngập tràn sự nghi hoặc và khiếp sợ. Thấy thế, Diệp Quân cười nói, ván cờ này không chê vào đâu được, có phải rất tò mò sao ta lại nhìn thấu được đúng không? Toại cổ kim gật đầu. Diệp Quân đáp, bởi vì cô quá xuất sắc. Toại cổ kim nhìn hẳn, tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Quân mỉm cười nói, từ trước đến nay có rất ít người khiến ta khâm phục, nhưng cô là một trong số đó, nhất là sau khi đọc được quyển 10 chính sách an dân cô cho mục khoản để quản lý vũ trụ quan huyên. Lúc đó ta mới thật sự sâu sắc hiểu được bản thân mình chưa là gì cả, mà sau đó cô lại giúp ta thống trị vũ trụ quan huyên, những chuyện cô làm cho thư viện thật sự khiến ta khâm phục. Nói đến đây, hắn bỗng trở nên hưng phấn, trong mắt cũng lấp lánh ánh sáng, còn nữa, cô biết ta có cảm giác. Như thế nào khi ở chung với cô không? Ta nói rồi, ta rất thích nhìn mắt của cô, nhưng thật ra ta cũng rất sợ ánh mắt của cô, bởi vì trong đôi người đó ngập tràn sự thông thái. Nó có thể nhìn thấu được những động cơ đáng khinh trong lớp bọc. Ngoài ngây thơ của ta, thậm chí còn nhìn ra được bí mật trong tiềm thức của ta. Nhìn Diệp Quân đang hứng phấn nói chuyện như một đứa trẻ, trong cõi lòng vốn dĩ lặng yên như nước của Toại cổ kim lại bỗng lăn tăn gợn sóng. Diệp Quân cười nói, cô là người thông minh và lợi hại như vậy, sao lại chọn về phe ta được? Sao có thể, trật tự của ta ở trước mặt cô chỉ là thứ ấu trĩ? Mà một trật tự non nớt như thế sao có thể lọt vào mắt xanh của cô? Trách hẳn cô mang lòng kính trọng với cô của ta người tạo ra kiếm thanh huyên và thời không thần bí bên trong tiểu tháp, nhưng Diệp Quân ta thì có gì để cô kính trọng? Ta tự hỏi lòng như vậy, rồi nhận ra là không có gì cả. Cô gái trước mắt mưu trí vô song, sao có thể sinh lòng ái mộ với Diệp Quân hẳn được? Cô ta càng thể hiện mình rơi vào lưới tình thì hắn càng thấy không bình thường. Ban đầu đã là một ván cờ rồi. Toại cổ kim nhìn hắn, cô ta có hơi bất ngờ, không ngờ người đàn ông trước mặt này từ đầu đến cuối vẫn luôn tỉnh táo. Diệp Quân tiếp tục nói, có thể người khác sẽ cho rằng cô phải nên chọn ta, vì sao? Vì cô và cha ta lợi hại như vậy, vô địch như vậy. Nhưng ta biết cô sẽ không, chắc chắn sẽ không. Toại cổ kim nhìn hắn, tại sao? Diệp Quân cười nói, bởi vì cô là Toại cổ kim. Cô sẽ không giao vận mệnh của mình vào tay người khác, cô muốn tự mình quyết định cuộc đời bản thân, tự bản thân làm chủ vận mệnh của mình. Nghe Diệp Quân nói vậy, trong đôi người bình tĩnh của Toại cổ kim bỗng dâng lên gợn sóng, lần đầu tiên cô ta phát hiện ra mình chẳng hiểu được bao nhiêu về người đàn ông trước mắt này, nhưng hẳn lại hiểu quá rõ cô ta. Cô ta cứ nhìn hắn như vậy một lúc, nếu từ đầu ngươi đã biết, vậy tại sao? Diệp Quân không trả lời vấn đề này. Hẳn quay đầu nhìn về phía thần tọa chủ chung, khẽ nói ta muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ, thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Bây giờ nhìn lại, ngoại trừ một lòng nhiệt huyết, ta còn cái gì khác đâu. Ta không hiểu chính trị, cũng không biết cách cải cách, càng không biết quản lý, cũng khuyết thiếu sự quyết đoán. Thật ra cha và cô ta đã nhìn thấu những khuyết điểm này từ lâu rồi, bọn họ hiểu hết, nhưng vẫn đồng ý cho ta thử sức, còn họ thì dốc hết toàn lực để giúp đỡ ta. Nói rồi, hẳn nở nụ cười, nếu như nói Diệp Quân ta có ưu điểm gì, vậy thì chắc số ta may mắn, có một cô mạnh mẽ, có một người cha tốt tính, bọn họ luôn giúp ta vững tâm. Toại cổ kim chậm rãi xoay người,
cô cũng nhìn thần tọa chủ chung gần trong gang tấc, ta vẫn luôn lợi dụng ngươi. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Toại cổ kim quay đầu nhìn hắn, Diệp Quân cười nói, còn nhớ lần trước khi cha ta đi đã nói gì với ta không? Ông ấy nói rằng đừng hao tâm nghĩ đây có phải ván cờ hay không, quan trọng là phải làm việc không thẹn với lòng, ông ấy đã giúp ta vững lòng. Ta biết ông ấy muốn nói cho ta biết rằng đừng quá quan tâm đến chuyện thành lập trật tự, ta nên sống theo. Cách mà ta thích, phải sống là chính bản thân mình, cho thật vui vẻ và sảng khoái, quan trọng nhất là... Nói rồi, hắn nhìn Toại Cổ Kim đang đứng cạnh mình, đi cùng với cô ta thấy rất vui, vậy nên có phải là ván cờ đặt cược hay không, ta cũng không nghĩ nhiều làm gì. Toại Cổ Kim không nói gì, trong mắt cô ta đã dần bình tĩnh lại. Diệp Quân đột nhiên kéo tay cô ta đến thần tọa chủ chung trước mặt, hắn ấn vai cô ta ngồi xuống ghế. Mà khi cô ta vừa ngồi xuống, thanh kiếm sau lưng thần tọa chủ chung bỗng rung lên, sát ý khóa chặt Toại Cổ Kim. Nhưng lúc chạm vào Diệp Quân thì hai luồng sát ý kia lại biến mất không thấy đâu nữa, không chỉ thế, cả hai thanh kiếm còn hơi sợ hãi. Hơi thở quen thuộc. Trên người thiếu niên này có huyết thống của người đàn ông áo trắng khi trước. Diệp Quân người nghĩ, khi đó cô với ta là muốn ngồi lên một cái ghế, ta biết cô không muốn ngồi lên thần tọa cựu thổ, mà là thần tọa chủ chung. Toại Cổ Kim nhìn hắn, vẫn không nói gì. Cô ta bỗng nhớ đến câu nói ngày trước Diệp Quân từng nói, ta giúp cô. Lúc trước lời cô ta nói là thật. Mà lời của người đàn ông này nói, cũng là thật. Diệp Quân nhìn vào mắt cô ta, cười nói, Toại Cổ Kim cô nương, cô giúp ta thành lập quy chế trật tự cho vũ trụ quan huyên, bây giờ ta giúp cô ngồi lên thần tọa chủ chung, giữa chúng ta không ai nợ ai. Hôm nay từ biệt, mong chúng ta đều bình an tiến lên. Nói rồi, hẳn xoay người rời đi. Mà trong mắt hắn lại chẳng có lấy chút lưu luyến nào. Đừng bao giờ trao tình cảm cho một người không thích ngươi, bởi vì một khi họ đã không yêu ngươi, sẽ cho người thấy họ tàn nhẫn và tuyệt tình biết bao nhiêu. Sau khi Diệp Quân rời khỏi đại điện, ở phía chân trời, tất cả mọi người đang nhìn hẳn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía chân trời, cười nói, ông thẳng. Ông thẳng. Nghe hẳn nói thế, đám người Khư Nguyên đều thở phào. Nhẹ nhõm. Tất nhiên bọn họ không thật sự lựa chọn Diệp Quân, bọn họ vẫn muốn đứng về phía Toại Cổ Kim. Có thể nói, trận cược hôm nay chỉ có Diệp Quân cô đơn lẻ loi một mình. Toàn bộ đều là người của chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân hắn căn bản không có cơ hội thắng. Chủ nhân bút đại đạo Diệp Quân, sau đó lại nhìn Toại Cổ Kim đang làm mặt lạnh ở phía xa, tuy cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng đành thôi, đại cục đã định, rốt cuộc có thể lấy được thứ ở dưới thần tọa chủ chung kia rồi. Diệp Quân không để ý đám người ở xung quanh nữa, hẳn chậm rãi ngẩng đầu nhìn sâu vào trong hư không, lúc này ở nơi chân trời chợt nứt ra, ba người xuất hiện. Là Phạn Chiêu Đế và hai vị thủy tổ. Diệp Quân chậm rãi đi đến chỗ Phạn Chiêu Đế, cô ta chỉ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân bước đến trước mặt cô ta rồi khẽ hỏi, muội là. Nhất niệm đúng không? Chỉ một thoáng, Phạn Chiêu Đế lập tức rơi nước mắt. Thấy thế. Diệp Quân đã xác thực được suy nghĩ của mình, hẳn đến trước mặt Nhất Niệm rồi khẽ ôm lấy cô ta, khèn giọng nói, nha đầu ngốc. Nhất Niệm ôm chặt lấy hắn, nước mắt tuôn ra như mưa tướng công. Diệp Quân run giọng nói, lúc đó muội hận ta lắm đúng không? Nhất Niệm ra sức lắc đầu. Diệp Quân khẽ tách ra, lau nước mắt trên mặt cô ta rồi mỉm cười, đi thôi, chúng ta về nhà. Nhất Niệm quay đầu nhìn những cường giả xung quanh đang bao vây bọn họ. Diệp Quân khế mỉm cười, ta đã đầu hàng rồi. Nói xong, hẳn kéo Nhất Niệm đi về phía xa, mà đúng lúc này, Thương Hồng Y ở phía xa đột nhiên gắn giọng nói, đầu hàng là được à? Ngươi tưởng đây là trò đùa trẻ con chắc? Nực cười. Dứt lời, cô ta lập tức hóa thành một luồng sáng rực rỡ đánh về phía Diệp Quân và Nhất Niệm. Trong mắt không hề che giấu sát ý. Từ khi giao thủ với Diệp Quân xong, cô ta đã cảm nhận được sự đáng sợ của hắn. Cô ta biết rõ rằng nếu hôm nay để Diệp Quân đi thì tương lai ắt có hậu hoạn vô cùng. Phải diệt cỏ tận gốc. Thương Hồng Y đột nhiên ra tay khiến những cường giả có mặt ở đây đều bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc cũng hiểu được, trong mắt rất nhiều người đều tỏ ra ý tán thành. Thiên tài yêu nghiệt cỡ ấy nếu hôm nay không giết chết thì tương lai có thể làm gì được hắn. Có đầu hàng chịu thua cũng không được, nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Nghĩ đến đây, có người đã nói, giết hẳn. Chấm dứt hậu hoạn. Nhân lúc hắn chưa phát triển, giết hắn.
không thể thả hẳn đi, hắn quá yêu nghiệt, thả hẳn chẳng khác gì thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Đầu hàng là được à? Đúng là buồn cười, giết hết, giết cả nhà hắn. Giết chết hắn, đánh chết hắn. Xung quanh chợt vang lên ra giả tiếng chửi rủa, rất nhiều cường giả đua nhau vọt về phía Diệp Quân và Nhất Niệm. Nhất định phải đuổi cùng giết tận. Sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức thay đổi, lập tức nổi giận, đệt bà. Nói rồi, ông ta định lao ra cản thương Hồng Y, nhưng chỉ một khắc sau, vẻ mặt ông ta đã sượng lại, trong mắt lộ ra sự hoảng sợ. Chỉ thấy đằng sau Diệp Quân và Nhất Niệm ở phía xa chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái váy trắng. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Một giọng nói chợt vang lên từ hư không đâu đó, đầu hàng cũng không được. Còn muốn diệt cả nhà họ Dương của ta. Ông đây nhường nhịn các ngươi nhiều quá rồi đúng không? Rắc. Thời không bên cạnh Diệp Quân không xa đột nhiên nứt ra, sau đó có một người đàn ông mặc áo xanh chậm rãi bước ra. Gương mặt ông ấy rất lạnh lùng. Thương Hồng Y không biết cô gái váy trắng, bởi vì phân thân trước kia cô ta đã bị xóa sổ hoàn toàn, nên cô ta không nhận được lại ký ức từ phân thân đó. Thế nhưng giờ khắc này khi thấy cô gái váy trắng xuất hiện, trong lòng cô ta vẫn dâng lên một nỗi bất an, cô ta theo bản năng xoay người đi, chuyển mục tiêu sang người đàn ông áo xanh vừa bước ra. Cô ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông áo xanh, trong mắt ánh lên tia dữ tợn, đến đúng lúc lắm. Đến đúng lúc lắm. Thương Hồng Y gắt gao nhìn chăm chăm vào người đàn ông áo xanh, cô ta biết người vừa xuất hiện này không hề đơn giản như vẻ ngoài, nhưng cô ta không quan tâm, bởi vì cô ta chỉ là phân thân, hơn nữa sau lưng cô ta còn có chủ nhân bút đại đạo, cô ta biết, vào thời khắc mấu chốt, chủ nhân bút đại đạo tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cô ta không sợ, mục đích của cô ta rất đơn giản, đó là dùng phân thân này huy động mọi người cùng ra tay triệt để tiêu diệt đám. Người Diệp Quân này. Thấy đã có một vài cường giả cùng ra tay với mình, khóe miệng cô ta lập tức cong thành nụ cười. Nhưng chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều ngây dại. Dầm! Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Thương Hồng Y đang vọt thẳng đến trước mặt người đàn ông áo xanh bỗng quỳ bịch xuống đất. Hai đầu gối nứt toác. Còn những cường giả cùng lao đến kia thì đầu lìa khỏi cổ, tình cảnh vô cùng quỷ dị, thân thể bọn họ vẫn đang xông về phía trước, nhưng đầu đã bay ra sau. Mà máu tươi trong cơ thể họ bản lên như suối, tạo thành từng cột máu chói mai. Đất trời rơi vào tĩnh mịch. Thương Hồng Y quỳ gối trước mặt người đàn ông áo xanh, đầu óc cô ta trống rỗng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ. Bởi vì cô ta không biết tại sao mình lại quỳ. Sao có thể? Những cường giả chưa ra tay đứng ở xung quanh đều ngây ngốc tại chỗ. Người đàn ông áo xanh nhìn Thương Hồng Y trước mặt. Lúc này Thương Hồng Y vẫn đang quật cường không sợ nhìn thẳng vào ông ấy, bởi vì cô ta biết chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu, hơn nữa cô ta cũng chỉ là phân thân, cho dù có bị giết cũng không sao cả. Người đàn ông áo xanh nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, ông ấy đột nhiên duỗi một ngón tay về phía chân trời, sau đó ngoách xuống, răng rắc, chỉ thấy thời không phía chân trời đột nhiên nứt ra, một khách sau. Một bóng người bị lôi mạnh từ bên kia thời không xuống nơi đây, rơi ầm xuống trước mặt cô ta. Người vừa bị quăng xuống kia chính là bản thể của Thương Hồng Y. Bản thể của Thương Hồng Y cứ thế bị cưỡng chế lôi một mạch từ nơi nào đó đến đây. Sau khi bản thể Thương Hồng Y xuất hiện, cô ta lập tức hoảng loạn. Bởi vì bản thể của cô ta ở cách nơi đây ít nhất phải mấy nghìn tỷ năm ánh sáng, hơn nữa còn ở một chỗ cực đặc biệt, nơi đó có kết giới phong ấn đại đạo. Cho dù là cường giả trên cảnh giới vực chủ cũng không thể làm gì được lớp phong ấn kia. Mà người đàn ông trước mắt lại bỏ qua kết giới phong ấn, cưỡng chế lôi cô ta đến nơi này. Lúc này, cô ta đã thật sự sợ hãi. Bởi vì cô ta đã chân chính ý thức được sự chênh lệch giữa mình và người đàn ông trước mắt này. Người đàn ông áo xanh này có thể giết được cô ta. Thương Hồng Y vội vàng quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở phía xa, đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Nhìn thấy ánh mắt của Thương Hồng Y, người đàn ông áo xanh khế nở nụ cười khinh thường, chủ nhân bút đại đạo, ta sợ lắm. Thương Hồng Y, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo có hơi khó coi, Dương Diệp, đây là một canh bạc, ngươi. Quỳ xuống. Chủ nhân bút đại đạo hạ gối xuống đất. Mọi người, chủ nhân bút đại đạo giận tím mặt không chịu quỳ, dùng sức mạnh làm gì. Cũng đâu phải là ta. Mọi người nó đã nhận thua rồi.
Người đàn ông áo xanh nhìn chăm chăm chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo, từ trước đến giờ ta rất ít nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và cháu ta, ta với ngươi xem như cũng đã gỡ bỏ gút mắc, nhưng hôm nay ta mới nhận ra, hình như ta đã nể mặt ngươi quá rồi đúng không? Vừa dứt lời, một luồng uy thế huyết mạch vô cùng kinh khủng bỗng chốc ập xuống tất cả mọi người. Ngoại trừ Diệp Quân, Nhất Niệm và cô gái váy trắng, tất cả mọi người đều bị uy lực của nó đè ép, buộc phải quỳ xuống. Tất cả mọi người đều nhìn người đàn ông áo với ánh mắt tuyệt vọng, lúc này đây, trong mắt bọn họ ngoại trừ sự sợ hãi, chỉ còn lại là tuyệt vọng. Bây giờ bọn họ mới hãi hùng phát hiện ra, đứng trước uy thế của người đàn ông áo xanh này, họ chỉ là một đám run rế, không thể phản kháng được. Bao gồm cả hai vị thủy tổ Kyo. Bọn họ thật sự hoài nghi nhân sinh. Phải biết rằng bọn họ đã đạt đến đỉnh cao của vũ trụ hiện nay, mà bây giờ người đàn ông áo xanh xuất hiện khiến bọn họ nhận ra. Thì ra họ cũng chỉ là run rế. Sao mà chấp nhận được? Người đàn ông áo xanh nhìn chăm chăm chủ nhân bút đại đạo, sát ý vô hình đã bao trùm lấy chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo bỗng thấy hoảng hốt, Dương Diệp, người đừng có giấy lên. Cháu của ngươi vẫn chưa vô địch, ngươi. Thật ra ông ta sợ tên Dương Diệp khùng điên này hơn cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng thật ra còn nói chút đạo lý, còn tên điên họ Dương này sẽ làm liều thật. Không có đùa được. Người đàn ông áo xanh nhìn chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Còn chủ nhân bút đại đạo thì hoảng thật rồi. Tên này định làm càn thật. Nhưng đúng lúc này, người đàn ông áo xanh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân ở cách đó không xa. Cũng không biết Diệp Quân nói gì với ông ấy mà ông ấy chỉ cười, được được, ông nội không nhìn lầm cháu, không hổ là cháu của ông, ha ha. Dứt lời, ông ấy lại bỗng quay sang chủ nhân bút đại đạo, ta mà giết ngươi thì đúng là ỷ lớn hiếp yếu quá, không phù hợp với thân phận của ta. Chủ nhân bút đại đạo nghe vậy thì khóe miệng giật giật, thân phận cái lông, ai mà không biết lúc trước mi chỉ là đệ tử tạp dịch. Mặc dù trong lòng phỉ báng như vậy, nhưng ngoài miệng thì lại nói khác, đúng đúng, kiếm chủ Thanh Sam vô địch thế gian. Còn chưa nói xong, ông ta đã bị một luồng sức mạnh thần bí đập cho ngã bịch xuống đất, mặt chúi vào vũng đất cát. Chủ nhân bút đại đạo rên lên một tiếng, hận không thể tát mình một cái thật mạnh, mẹ kiếp, sao ông ta quên mất. Còn người phụ nữ kia ở đây nữa hả trời? Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, ông nói lại xem. Người đàn ông áo xanh lạnh nhạt nói đi. Chủ nhân bút đại đạo, người không nói thì ta khinh. Chủ nhân bút đại đạo cô gái váy trắng quay đầu nhìn về phía người đàn ông áo xanh, người đàn ông áo xanh tất nhiên cũng không sợ, cười. Bảo, thiên mệnh, người khác sợ ngươi, nhưng ta thì không. Thiên mệnh váy trắng lạnh lùng đáp, nhận đại ca xong thì phải nhịn thôi. Nụ cười trên mặt người đàn ông áo xanh lập tức tắt ngóm, sát ý dâng lên tràn ngập đất trời. Người đàn ông áo xanh cười, được. Nể mặt hai cha con cháu đó. Nói rồi, ông ấy xoay người nhìn Thương Hồng Y, lúc này Thương Hồng Y đã vô cảm quỳ tại chỗ. Ông ấy giơ tay tát một cái, bốp, theo tiếng vang lanh lảnh này, cả khuôn mặt Thương Hồng Y lập tức bị tát nát bét. Mọi người, người đàn ông áo xanh hạ mắt nhìn xuống cô ta, thứ phụ nữ miệng lưỡi ti tiện, đáng đánh, quỳ ở đây cho ta, quỳ đến khi tuổi thọ ngươi tiêu hao hết. Nói xong. Ông ấy lại nhìn hai cường giả thủy tổ ở phía sau chủ nhân bút đại đạo, hai người họ thấy người đàn ông áo xanh nhìn mình thì tái mặt, một khắc sau đầu đã lìa khỏi thân. Giết tỏng nháy mắt, người đàn ông áo xanh nhìn chủ nhân bút đại đạo, hôm nay tạm tha cho mạng chó của ngươi, nếu cháu ta lần sau đã đầu hàng rồi mà còn đuổi tận giết tuyệt thì ta cũng sẽ nhổ sạch tất cả gốc gác của ngươi đấy. Nói rồi, ông ấy lại nhìn toại cổ kim ngồi trên thần tọa chủ trung ở phía xa. Vẻ mặt toại cổ kim bình tĩnh, mà ở đây ngoại trừ ba người Diệp Quân và Nhất Niệm ra, cũng chỉ có cô ta là không quỳ. Người đàn ông áo xanh đột nhiên cười to rồi nói, cháu trai, ông nội phải đi rồi. Dứt lời, ông ấy lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi cuối chân trời. Cách đó không xa, cô gái váy trắng cũng quay đầu nhìn toại cổ kim mà không nói gì, bà ấy dẫn Diệp Quân và Nhất Niệm đi về phía xa, không bao lâu, họ đã đi khuất. Mà lúc này, những người đang quỳ kia mới chậm rãi đứng lên, trên mặt họ vẫn còn đong đầy nỗi khiếp sợ. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn vào trong trời sao xa xôi, một lát sau ông ta thu tầm mắt lại, sau đó nhìn Thương Hồng Y đang có sắc mặt vô cùng khó coi, ta đã nói với ngươi là đừng tự tiện hành động, nhưng ngươi không chịu nghe lời.
Nói rồi, ông ta như ý thức được điều gì đó mà bỗng thấy sợ hãi. Thương Hồng Y vẫn quỳ, mặt không hề cảm xúc. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên quay đầu nhìn Toại Cổ Kim đang ở trong thần điện chủ trung ở phía xa, ông ta nhìn chăm chằm cô ta một lúc lâu rồi mới nói, hay, hay lắm, ta cứ nghĩ tại sao cô ta lại nổi điên cắn loạn như thế, thì ra. Cô ta là người của ngươi, Toại Cổ Kim, hai người các ngươi diễn rất tròn vêu. Thương Hồng Y là người của Toại Cổ Kim. Mọi người đều sửng sốt, đua nhau nhìn về phía Thương Hồng Y, Thương Hồng Y vẫn vô cảm như cũ. Toại Cổ Kim nhìn chủ nhân bút đại đạo mà không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm cô ta, người không muốn làm quân cờ, người muốn thành người đánh cờ. Nực cười, người cảm thấy mình có năng lực đó không? Toại Cổ Kim vẫn không nói gì, cô ta chỉ chậm rãi đứng lên, sau đó xòe tay ra. Am ầm. Đột nhiên, toàn bộ vũ trụ vang lên một tiếng vang đỉnh tai nhức óc. Chỉ thấy toàn bộ tinh cầu cựu thổ đang chậm rãi bay lên trời, cùng lúc đó, thần điện chủ trung cũng chậm rãi bay lên trời. Cô ta muốn đưa toàn bộ cựu thổ phi thăng. Lúc này đây, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ không ngờ thực lực của Toại Cổ Kim lại kinh khủng đến thế. Chủ nhân bút đại đạo cũng có chút khiếp sợ, ông ta nhìn chòng chọc vào Toại Cổ Kim, ta biết thực lực của ngươi không thua kém gì Bi Tâm Từ, nhưng ngươi thật sự nghĩ mình có năng lực so tay với ta. Toại Cổ Kim không nói gì, cô ta cũng không nhìn chủ nhân bút đại đạo mà vẫn tiếp tục khởi động sức mạnh, thần điện chủ trung và cựu thổ vẫn đang tiếp tục chậm rãi bay lên. Ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo dần lạnh đi, đúng là buồn cười, người nghĩ dựa vào thực lực của mình là có thể dẫn theo toàn bộ cựu thổ đột phá giới hạn văn minh, đi đến vũ trụ chủ. Vị chủ chung của văn minh tổ năm đó mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn thất bại, ngươi. Nói đến đây, ông ta dừng lại. Bởi vì Toại Cổ Kim căn bản không thèm để ý đến ông ta. Lần này chủ nhân bút đại đạo thật sự nổi giận, ông ta chậm rãi siết tay phải lại. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bao trùm ra khắp đất trời. Chỉ là một luồng khí tức thôi đã chấn áp hết tất cả cường giả trong đất trời nơi đây. Bao gồm cả khí thế khủng bố Toại Cổ Kim đang tản ra. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chăm chăm Toại Cổ Kim, châm chọc nói, người muốn làm người đánh cờ. Người cảm thấy mình có năng lực đó không? Toại Cổ Kim nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Sở dĩ ngươi muốn có thần tọa chủ chung này là vì trong nó có một quyền kinh phá bích đúng không? Chủ nhân bút đại đạo lập tức cả kinh, sao ngươi biết? Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này trong mắt ông ta đã không thể che giấu sự khiếp sợ. Kinh phá bí trồ đó là thứ người ở nền văn minh phía dưới này biết được. Toại Cổ Kim nhìn chăm chăm chủ nhân bút đại đạo, kinh phá bích hoàn chỉnh có thể phá vỡ kết giới giả lập cùng thực tại, vượt qua thế giới hư cấu, trở thành người ở ngoài giới hạn. Người bày ra một trận cờ lớn như vậy, thật ra mục đích không phải là phá nát đạo tâm của Diệp Quân, mà là muốn có được kinh phá bích. Nhưng người biết nếu như không có Diệp Quân, người căn bản không thể tới gần được thần tọa chủ chung này. Sau khi khiếp sợ, chủ nhân bút đại đạo đã chấn định lại, châm chọc cô ta, chẳng phải ngươi cũng lợi dụng hắn à? Nếu như không có hắn dẫn người đến trước thần tọa chủ chung này, thay người gánh lấy nhân của kinh phá bích, người có thể ngồi lên đó được không? Toại Cổ Kim sầm mặt lại, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, không ngờ phía trên lại có kẻ vươn tay dài đến mức này, ta cũng rất tò mò thân phận thật của ngươi. Toại Cổ Kim bình tĩnh nói, ngươi giỏi tính toán như vậy mà, sao không đoán thử đi? Ha ha! Chủ nhân bút đại đạo bật cười, Toại Cổ Kim, chắc ngươi quên một chuyện rồi. Tuy rằng ngươi và ta đều không phải bản thể chân chính, nhưng thực lực của ta vẫn cao hơn ngươi vô cùng. Hơn nữa muốn vào vũ trụ chủ phải trải qua 3.000 kiếp đại đạo, một kiếp là một nhân quả, với thực lực của ngươi, đừng nói là 3.000 kiếp, cho dù là một kiếp ngươi cũng không chống đỡ được. Toại Cổ Kim liếc mắt nhìn ông ta, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào cô ta, im lặng một lúc, ông ta đột nhiên xòe tay ra, trong phút chốc, từng luồng hơi thở đáng sợ dần hội tụ lại trong thiên địa. Lúc này, tất cả cường giả ở đây đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Đứng trước cỗ khí tức này, bọn họ căn bản không hề có suy nghĩ sẽ phản kháng. Toại Cổ Kim cũng không phản kháng, cô ta chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi đặt tay lên bụng mình. Chủ nhân bút đại đạo đầu tiên là ngẩn ra, một khắc sau, ông ta như ý thức được gì đó mà sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, vội vàng thu tay lại,
các hơi thở khủng bố trong thiên địa lập tức thối lui như thủy triều rút nước, biển mất không thấy đâu. Chủ nhân bút đại đạo nhìn toại cổ kim, huyết sắc trên mặt như bị rút sạch, trắng bệch như tờ giấy, ông ta cười gắn, giơ hai ngón tay cái lên, đỉnh đỉnh đỉnh, thật sự đỉnh, được. Lắm, lấy thân nhập cục, xoay chuyển càn khôn, từ quân cờ trở thành người đánh cờ. Ngươi thật sự quá đỉnh, lợi hại lắm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 150.